Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 127. Tự nhiên. Nói xong, tay trái hắn hơi động, kiếm gỗ xuất hiện, sau một khắc, hắn xách kiếm gỗ đi về phía Dương Hạng. Dương Liêm Sương cũng đi về phía Dương Hạng, cùng lúc đó, móng vuốt trên cổ nàng đột nhiên nhúc nhích, như muốn rách ra. Ra. Xa xa, Dương Hạng nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Sương, sau đó cười cười. Có ý tứ. Hai con sâu cái kiến, vậy mà vọng tưởng dung chuyển. Núi lớn. Nói xong, hắn bước ra một bước, mấy ngàn trượng không gian lập tức run lên kịch liệt, cùng lúc đó, tay phải Dương Hạng thò ra, cách không ép xuống. Trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương tựa như thủy triều sôi trào, trong đó từng đạo khí tức cường đại bao phủ Dương Diệp và Dương Liêm Sương, giờ khắc này, hai người cảm giác mình phảng phất như muốn hít thở không thông. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, cái này là thực lực của chân cảnh lục đoạn, bằng vào khí tức liền ép hắn có chút không thở nổi. Trong không gian sôi trào, Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không, mượn nhờ không gian truyền đến lực lượng, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, chỗ kiếm quang đến, không gian vặn vẹo bị hắn chém nát, thoáng qua, hắn đi tới trước mặt Dương Hạng. Sát na nhất kiếm. Một kiếm này của hắn cực nhanh, nhưng đối với Dương Hạng mà nói, tất nhiên là không quá nhanh. Bởi vậy thời điểm Dương Diệp biến mất, tay Dương Hạng đã đưa ra ngoài. Thoáng qua, kiếm gỗ của Dương Diệp liền bị hai ngón tay của Dương Hạng kẹp lấy. Dương Hạng nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Vẫn còn có thể, đáng tiếc, cũng chỉ như thế. Nói xong, hai ngón tay hắn có chút dùng sức, muốn chấn vỡ kiếm gỗ của Dương Diệp, nhưng hắn lại kinh ngạc hiện. Lực lượng của hắn chỉ làm cho kiếm gỗ trong tay Dương Diệp run rẩy, kiếm gỗ không có chút tổn thương nào. Đúng lúc này, tay trái Dương Diệp cầm kiếm đột nhiên xoắn một phát. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong kiếm gỗ chấn động ra, Dương Hạng bị chấn lùi lại, nhưng hắn lui không đến 10 trượng liền ngừng. Mà đúng lúc này, một móng tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt Dương Hạng nhíu lại, oanh ra một quyền. Oanh! Âm thanh nổ tung vang lên. Móng tay màu đen tiêu tán, mà bản thân Dương Hạng lại lui mấy trượng. Xa xa, Dương Diệp và Dương Liêm Sương không có ra tay, trong mắt hai người đều tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia của hai người, kỳ thật đều không có nương tay, nhưng Dương Hạng dễ dàng liền ngăn cản. Thực lực của Dương Hạng mạnh hơn hai người bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, xa xa Dương Hạng đột nhiên nói. Thật để cho ta ngoài ý muốn. Thực lực của hai người các ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này, khó trách Dương Tiêu không làm gì được các ngươi. Không thể không nói, các ngươi đích thực rất yêu nghiệt. Nếu như các ngươi lớn lên, ta... Dương Hạng nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm đi tới mi tâm. Nhưng rất nhanh, chuôi kiếm này liền bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay kia dĩ nhiên là của Dương Hạng. Dương Hạng nhìn Dương Diệp. Chiêu này, đối với ta. Dương Diệp không có cho Dương Hạng thời gian nói nhảm. Sau một khắc, sáu thanh kiếm đột nhiên từ trong hộp kiếm hiện ra. Trong chốc lát, sáu thanh kiếm dùng góc độ không giống đâm về phía Dương Hạng. Sáu thanh kiếm này, đồng dạng nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, tay trái Dương Hạng đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, qua trong giây lát. Sáu thanh kiếm bị cổ khí thế này chấn ra, Dương Diệp cũng bị đẩy lui trăm trượng. Dương Diệp vừa lui, Dương Hạng muốn ra tay, nhưng lúc này, một cột sáng màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Hạng, ngay sau đó, một tiếng phượng minh chói tai vang lên. Thời điểm tiếng phượng minh vang lên, lông mày của Dương Hạng lập tức nhíu lại, bởi vì âm thanh phượng minh làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, chỉ một cái chớp mắt như vậy, một móng vuốt màu đen trực tiếp tới trước ngực Dương Hạng. Bành! Dương Hạng xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, một thanh kiếm liền đi thẳng tới gáy hắn, cái này người ở ngoài xem ra, giống như là Dương Hạng tự mình đi dùng gáy mình đụng kiếm. Nhưng ngay thời điểm kiếm của Dương Diệp muốn đâm vào gáy Dương Hạng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thấy Dương Hạng biến mất, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, cùng lúc đó, tâm niệm hắn khẽ động, sáu thanh kiếm ở phía sau mình đâm tới. Bởi vì một bàn tay chẳng biết lúc nào chụp về phía đầu hắn. Oanh! Không gian xung quanh bị âm thanh nổ vang chấn run lên kịch liệt, thoáng qua, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại,
một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cảnh giới áp chế, thực lực áp chế. Thực lực của Dương Hạng, thật mạnh hơn hắn cùng Dương Liêm Sương rất nhiều. Bởi vì chiến đến bây giờ, Dương Hạng bình tĩnh như trước, mà không có bị thương. Đúng lúc này, xa xa Dương Hạng đột nhiên nói. Các ngươi thật sự để cho ta bất ngờ, một cái chí cảnh, một cái chân cảnh, vậy mà thực lực đạt đến loại trình độ này. Ta ở cái tuổi của các ngươi, xa xa không bằng. Nhưng hiện tại, các ngươi với ta mà nói, thật sự yếu như con sâu cái kiến. Chân cảnh lục đoạn, cải thiên hoán địa, các ngươi là không minh bạch ý nghĩa tám chữ này. Cũng không có cơ hội minh bạch rồi. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương, đột nhiên xuất hiện vô số Dương Hạng. Nhanh! Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Thoáng qua! Không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương bị mổ ra, ngoại trừ không gian, còn có tàn ảnh của Dương Hạng. Yên Diệt kiếm trận. Thời điểm nhìn thấy Dương Hạng động thủ, Dương Diệp hiểu rõ, không thể bảo lưu lại. Giữ lại, vậy thì thật sự phải chết rồi. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng Yên Diệt kiếm trận, thời điểm không gian cùng tàn ảnh của Dương Hạng bị cắt thành vô số khối. Oanh! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Tiếng nổ lớn này trực tiếp chấn không gian xung quanh sụp đổ, giờ khắc này, không gian trong vòng mấy trăm trượng thực sự trở thành một hắc động. Ngay sau đó, oanh, âm thanh nổ vang từ trong hắc động vang lên, thoáng quát, hai nhân ảnh từ trong đó bay ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên là Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Dương gia lập tức chìm xuống. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Dương Diệp và Dương Liêm Sương thắng. Bởi vì hai người đại biểu cho tương lai của Dương gia. Chỉ cần có Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, cho dù hiện tại Dương gia không có chân cảnh lục đoạn, nhưng bọn họ tin tưởng, tương lai không lâu, Dương gia tất nhiên sẽ lần nữa huy hoàng. Thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu như Dương Hạng thắng, tuy trong thời gian ngắn Dương gia sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng tương lai, Dương gia không còn cường giả. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã tỏ thái độ đứng ở bên Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nếu như Dương Hạng thắng, Dương Hạng sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cho nên bọn họ hy vọng Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp thắng lợi. Mà giờ khắc này, bọn họ nhìn không ra hy vọng. Dương Diệp và Dương Liêm Sương hoàn toàn bị áp chế. Xa xa, Dương Diệp và Dương Liêm Sương ngừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể mình, giờ phút này thân thể của hắn đã xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. Máu tươi không ngừng từ bên trong tràn ra. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, giờ phút này khóe miệng của Dương Liêm Sương cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, nàng cũng bị thương rất nặng. Dương Diệp cong ngón búng ra, hai quả cầu năng lượng rơi vào trước mặt Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy nuốt vào. Lúc này, Dương Hạng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, lúc này Dương Hạng so với trước, cũng có chút chật vật. Ở trên người hắn ngoại trừ vài vết kiếm thương, còn có hai vết chảo. Hiển nhiên, ở trong lần giao phong vừa rồi, tuy hắn thắng, nhưng cũng bị thương. Nhìn thấy trên người Dương Hạng có thương tích, trong nội tâm Dương Diệp và Dương Liêm Sương lập tức buông lỏng. Bởi vì cái này ý nghĩa Dương Hạng cũng không phải vô địch, hắn vẫn sẽ bị thương, chỉ cần bị thương, vậy bọn họ liền còn cơ hội. Xa xa, Dương Hạng nhìn kiếm thương cùng vết chảo trên người mình. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Còn chiêu gì khác không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi còn gì nữa không? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có, nhưng nếu dùng, cái giá có chút lớn. Ngươi thì sao? Dương Diệp cười nói. Cũng còn một chiêu, nhưng giống như ngươi, dùng, cái giá có chút lớn. Cùng một chỗ dùng. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, tay trái hắn đột nhiên đặt ở trên tay phải, hơi chút dùng sức, trong chốc lát, ống tay áo trên cánh tay phải hóa thành hư vô. Giờ phút này, tay phải của Dương Diệp giống như không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, tay trái hắn đặt ở trên tấm phù lục màu vàng, không do dự, hắn trực tiếp xé phù. Thời điểm phù lục bị kéo xuống, tay phải của Dương Diệp rung rung, ngay sau đó trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộ tí. Không đúng, cái hộ tí kia căn bản chính là do da của hắn biến thành. Chiến thần chi thủ. Đến loại thời điểm này, Dương Diệp đã không có cách nào.
cảnh giới của Dương Hạng hơn hắn rất nhiều, thời gian tu luyện của người ta không biết nhiều hơn hắn bao nhiêu năm. Nếu như hắn không mượn ngoại vật, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Dương Hạng. Thời điểm tay phải xuất hiện hộ tí mày vàng kim, tay phải Dương Diệp bắt đầu rung kịch liệt, theo tay của hắn rung rung, không gian chung quanh cũng bắt đầu rung rung. Cùng lúc đó, sắc mặt Dương Diệp bắt đầu thay đổi. Ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu co rúm, phảng phất như thừa nhận gì đó thống khổ thật lớn. Lực lượng, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác trong tay phải mình tràn đầy lực lượng, nhưng cổ lực lượng kia lại không thuộc về hắn, hơn nữa cổ lực lượng này mạnh, nằm ngoài cực hạn thân thể của hắn có thể thừa nhận. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác được, lực lượng trong tay phải hắn còn càng ngày càng mạnh, phảng phất như không có một cực hạn. Dương Diệp biết rõ, tiếp tục như vậy, tối đa nửa canh giờ, hắn sẽ bị cổ lực lượng này làm nổ thân thể. Nhìn thấy một màn này, Dương Hạng cau mày, giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mà cảm giác nguy hiểm kia, dĩ nhiên là một chí cảnh cho hắn. Giờ khắc này, khinh thị trong mắt của hắn ít đi rất nhiều. Thời điểm đối mặt Dương Diệp và Dương Liêm Xương, hắn khinh thị, hắn cũng có tư cách khinh thị Dương Diệp và Dương Liêm Xương, nhưng hắn không ngốc, giờ phút này Dương Diệp đã cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngay lúc này, nếu như hắn còn không thu lòng khinh thị, vậy thì chính là tìm chết rồi. Lúc này, tay phải của Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm gỗ, nhưng lúc này, kiếm gỗ đột nhiên rung kịch liệt. Bài xích. Kiếm gỗ bài xích cánh tay, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm gỗ trong tay. Phối hợp một chút, bằng không thì tất cả mọi người đều xong. Nói xong, kiếm gỗ dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn toàn thân không khỏe, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Hạng. Đến, chúng ta đến thử xem. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sát na nhất kiếm. Vẫn là chiêu này, nhưng lực lượng đã không phải là lực lượng lúc trước. Thoáng qua, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Hạng, cùng lúc đó, mũi kiếm đã đến cách mi tâm ba thốn, nhưng rất nhanh, mũi kiếm ngừng lại, bởi vì hai ngón tay của Dương Hạng nắm kiếm của Dương Diệp. Sau khi hắn nắm kiếm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, muốn nới lỏng, đáng tiếc đã muộn. Xuy. Hai ngón tay bay ra ngoài, cùng lúc đó, Dương Hạng bị chấn đến hơn ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Dương Diệp mạnh như vậy sao? Giờ phút này, trong nội tâm tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, Dương Hạng là chân cảnh lục đoạn, hắn không phải Dương Tiêu, hắn là nhóm người đỉnh phong của phiến vũ trụ này, bởi vì ở hệ Ngân Hà Trung Thiên vũ trụ, còn không có xuất hiện qua cường giả trên chân cảnh lục đoạn. Trước kia từng có, nhưng hiện tại không có. Mà Dương Diệp chỉ là một chí cảnh, ở trên cảnh giới, hắn cùng với Dương Hạng kém xa vạn dặm. Nhưng một kiếm này của hắn vậy mà trực tiếp gọt đoạn hai ngón tay của Dương Hạng, hơn nữa đẩy lui đối phương ngàn trượng. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tuyệt đối không tin tưởng một chí cảnh có thể một kiếm đẩy lui chân cảnh lục đoạn. Giờ phút này, trong mắt Dương Liêm Xương cũng có chút khiếp sợ, hiển nhiên. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, lực lượng làm cho nàng cũng chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, là trào phúng, không phải trào phúng Dương Diệp, mà là Dương Tiêu cùng Dương Gia. Dương Tiêu không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, bởi vì Dương Gia, chỉ cần đạt được nàng cùng Dương Diệp bất cứ người nào tương trợ, một cái khác liền không có khả năng tạo phản thành công. Đáng tiếc, Dương Gia đều không dung nàng cùng Dương Diệp. Một người cầm lái gia tộc, không thể ích kỷ, càng phải biết dung người. Bằng không thì, gia tộc này không thể nào thịnh vượng. Xa xa, Dương Hạng nhìn hai đoạn chỉ của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có nửa phần khinh thị. Vừa rồi trong chớp mắt, nếu như không phải hắn lui nhanh, một kiếm kia đâm vào trên người hắn, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xách kiếm đi về phía Dương Hạng. Ngươi không phải biết cải thiên hoán địa sao? Đến sửa một cái cho ta xem. Hai mắt Dương Hạng nhíu lại, một tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua trong mắt hắn, sau một khắc, tay phải hắn tìm tòi về phía trước, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên quỷ dị thay đổi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chém. Kiếm quang lấp lóe, trong chốc lát, không gian trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Hạng lập tức chìm xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Hạng,
sau đó một kiếm bổ về phía Dương Hạng. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ, chính là một kiếm, đơn giản một kiếm đánh xuống. Nhưng một kiếm này, ít nhất điệp ra 20 đạo. Lúc này đây, Dương Hạng không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, tay tìm tòi về phía trước, sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Cái nắm chặt này, không gian chung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo trở thành vòng xoáy, mà một kiếm kia của Dương Diệp thì trực tiếp bổ vào trong vòng xoáy. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chung quanh Dương Diệp cùng Dương Hạng sụp đổ, nhưng lần này, không gian sụp đổ không có được chữa trị, bởi vì Dương Diệp cùng Dương Hạng đang ở trong hắc động đại chiến. Lực lượng của hai người quá mạnh mẽ, mạnh đến thiên địa pháp tắc cũng không thể chữa trị. Trong hắc động, Dương Diệp cùng Dương Hạng đang kịch chiến, mà bên ngoài không gian hắc động, hai mắt Dương Liêm Xương đột nhiên đóng lại. Sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ trong cơ thể Dương Liêm Xương quét ra. Thời điểm khí tức này xuất hiện, xa xa cùng kỳ đang xem cuộc chiến sắc mặt thay đổi. Khí tức viễn cổ, làm sao có thể? Theo cùng kỳ nói xong, sau lưng Dương Liêm Xương, xuất hiện một phượng hoàng màu đen hư ảo. Phượng hoàng màu đen hình thể không lớn, nhưng nó phát ra khí tức khủng bố lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được tim đập nhanh. Mà cùng kỳ ở một bên thì hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Lúc này, Dương Diệp cùng Dương Hạng cũng ngừng lại, ánh mắt hai người đều rơi vào phượng hoàng màu đen ở sau lưng Dương Liêm Xương. Phượng biến. Lúc này, cùng kỳ gắt gao nhìn Dương Liêm Xương. Dĩ nhiên là phượng biến, ngươi làm sao làm được? Một bên, Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ. Cái gì là phượng biến? Cùng kỳ trầm giọng nói. Khế ước tối cao của chân phượng nhất tổ tộc cùng nhân loại, cũng là khế ước tối cao giữa yêu tộc chúng ta cùng nhân loại. Nàng đã lấy được bất tử hắc phượng tán thành, cái tán thành này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Cái tán thành này, giống như ngươi và tiểu gia hỏa kia. Sau khi quan hệ đạt tới trình độ nhất định, yêu tộc mới có thể kính dâng mình. Bất tử hắc phượng kia, không chỉ cam nguyện cho nàng thôn phệ, còn kính dâng linh hồn mình cho nàng. Làm cho nàng có thể phượng biến, loại tình huống này, ta cả đời cũng chưa thấy qua mấy lần. Rất lợi hại sao? Dương Diệp nói. Cùng kỳ khẽ gật đầu. Bởi vì này ý nghĩa nàng có thể dung hợp lực lượng của bất tử hắc phượng, hiện tại có lẽ nàng còn không có hoàn toàn dung hợp lực lượng của bất tử hắc phượng, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống cự. Đúng lúc này, xa xa Dương Liêm Xương đột nhiên nhìn về phía cùng kỳ. Các hạ biết rất nhiều. Cùng kỳ nhìn Dương Liêm Xương. Vì cái gì chân phượng nhất tộc cao ngạo đến cực điểm sẽ cam tâm kính dâng mình cho ngươi? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Việc này nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nhiều lời. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đồng loạt ra tay. Nói xong, chân phải nàng nhẹ nhàng đạp mạnh, sau một khắc, nàng hóa thành một đạo ánh sáng đen bắn mạnh về phía Dương Hạng. Cùng lúc đó, một tiếng phượng minh bén nhọn chói tai vang lên. Thoáng qua, Dương Liêm Xương đã xuất hiện ở trước mặt Dương Hạng, sau một khắc, một phượng trảo màu đen mang theo lực lượng người làm lòng người sợ mà tâm rung động đánh tới Dương Hạng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Hạng lập tức biến đổi, sau một khắc, một thanh trường thương màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, trường thương đâm ra. Một âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng, mà ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Hạng bị chấn đến hơn ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại. Trong miệng liền phun ra mấy ngụm máu. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Giờ phút này trong lòng Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, vừa rồi lực lượng một chảo kia của Dương Liêm Xương, một chút cũng không yếu hơn hắn giờ phút này. Nữ nhân này, thật sự rất mạnh a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó thân hình run lên, bắn mạnh về phía Dương Hạng. Dương Liêm Xương cũng không nói nhảm. Hóa thành một đạo ánh sáng đen bắn về phía Dương Hạng. Nhìn thấy hai người bắn đến, hai mắt Dương Hạng nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn coi Dương Diệp và Dương Liêm Xương là đối thủ cùng cấp bậc. Mà Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp liên thủ, đích thực đã có thể uy hiếp được hắn. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể Dương Hạng bắt đầu khởi động, theo huyền khí bắt đầu khởi động, trên người hắn lập tức tản mát ra khí tức kinh khủng. Cổ khí tức này tựa như phong bạo quét về phía Dương Diệp và Dương Liêm Xương. Bằng vào khí tức, tự nhiên là không thể nào trấn áp Dương Diệp và Dương Liêm Xương,
bởi vậy ở sau cổ khí tức này, còn có vô số thương ảnh. Tay phải Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay, sau đó bổ một phát. Cổ khí tức kia lập tức bị hắn xé ra một lỗ lớn, mà những thương ảnh kia cũng bị kiếm trong tay hắn chém ra, thoáng qua, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt Dương Hạng. Dương Liêm Sương cũng không cam lòng yếu thế, vung ra một chảo này, trực tiếp xé khí tức cùng thương ảnh thành phấn. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở bên người Dương Diệp, tay phải nâng lên vỗ Dương Hạng một cái. Kiếm, chảo. Trong mắt Dương Hạng hiện lên lệ khí, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt ngân thương, mạnh mẽ quét ngang. Cái quét qua này, không gian phạm vi mấy ngàn trượng run lên kịch liệt. Bành bành. Dương Diệp và Dương Liêm Sương bị cổ lực lượng này chấn lùi lại ngàn trượng, nhưng Dương Hạng lại bị lực lượng của Dương Diệp và Dương Liêm Sương chấn đến hơn 2.000 trượng. Nhưng Dương Hạng lại nở nụ cười. Hắn nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp nhe răng cười nói. Ta được thừa nhận, bây giờ các ngươi liên thủ, ta đích thực không có biện pháp gì. Nhưng lực lượng này là của các ngươi sao? Không phải, các ngươi đã có được lực lượng không thuộc về các ngươi, mà lực lượng này cuối cùng sẽ biến mất. Chờ nó biến mất, các ngươi lấy cái gì đến đối kháng ta? Lực lượng biến mất. Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, hai người trầm mặc. Bởi vì Dương Hạng nói không sai, bây giờ bọn họ có được lực lượng không thuộc về mình, mà lực lượng này sẽ biến mất. Hơn nữa, dùng không được bao lâu sẽ biến mất, đặc biệt là Dương Diệp, hiện tại thân thể hắn đã sắp không chịu nổi những lực lượng kia. Lại kéo xuống, một khi lực lượng của hắn và Dương Liêm Sương biến mất, khi đó bọn họ căn bản không phải đối thủ của Dương Hạng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Sương đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Không nên lưu thủ. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp mặt đất, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Thời điểm hai người liên thủ, Dương Hạng lập tức bị áp chế hoàn toàn. Chân chính áp chế. Nhưng ai cũng có thể thấy được. Tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương áp chế Dương Hạng, nhưng bọn họ lại giết không được Dương Hạng. Dương Hạng dù sao cũng là chân cảnh lục đoạn, bất kể là ý thức chiến đấu hay các phương diện khác, hắn đều vượt xa Dương Diệp và Dương Liêm Sương, bởi vậy tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương áp chế hắn, nhưng không cách nào đánh chết hắn. Mà một khi kéo dài tới lúc lực lượng của Dương Diệp và Dương Liêm Sương biến mất, khi đó cho dù đến mấy cái Dương Diệp và Dương Liêm Sương cũng đối kháng không được Dương Hạng. Dương Diệp và Dương Liêm Sương tự nhiên cũng biết đạo lý này, bởi vậy giờ phút này hai người có thể nói là sử dụng toàn bộ lực lượng, gắng đạt tới ở trước khi lực lượng biến mất giết chết Dương Hạng. Còn người Dương gia ở bên cạnh chỉ có thể nhìn, loại chiến đấu cấp bậc này, bọn họ căn bản không cách nào lẫn vào. Theo thời gian từng chút trôi qua, người Dương gia càng ngày càng trầm trọng. Bởi vì tuy Dương Diệp và Dương Liêm Sương đánh Dương Hạng liên tiếp bại lui, nhưng Dương Hạng không chết. Hơn nữa dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này Dương Diệp và Dương Liêm Sương đã có chút không đúng. Mọi người biết rõ, Dương Diệp và Dương Liêm Sương khả năng sắp đến cực hạn của mình. Cực hạn. Một khi lực lượng của hai người biến mất, cục diện trong sân sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Đúng lúc này, Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở sau khi đẩy lui Dương Hạng, hai người lập tức ngừng lại. Giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp ảm đạm bóp méo. Mà Dương Liêm Sương thì thân thể nhẹ nhàng rung động, xem xét liền không bình thường. Như thế nào, không còn sức, đúng lúc này, xa xa Dương Hạng nhe răng cười nói. Có phải lực lượng bắt đầu cắn trả hay không? Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Làm như thế nào? Dương Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn lực lượng điên cuồng trong cơ thể, sau đó nói. Đương nhiên là cạo chết hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là nam, ngươi tới trước. Dương Diệp quay đầu nhìn Dương Liêm Sương. Nữ tử ưu tiên, ngươi tới trước đi. Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi cùng ta, phải có một cái bảo trì chiến lực. Bằng không thì, cho dù giết hắn, chúng ta cũng nguy hiểm, ngươi hiểu rõ ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Dương Liêm Sương. Hắn cùng với Dương Liêm Sương, phải có một người ở sau khi chiến đấu kết thúc còn bảo trì chiến lực nhất định, chỉ có như thế, bọn họ mới an toàn, bởi vì bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương,
cũng không dám cam đoan những người khác của Dương gia còn có dị tâm hay không. Trừ cái đó ra, còn có thế gia khác, nếu như lúc kia, bọn hắn thừa cơ mà vào, mà hai người bọn họ đều không có chiến lực, như vậy hai người bọn họ chỉ có thể chờ chết. Mà lúc này đây, chính là thời điểm khảo nghiệm tín nhiệm của hai người bọn họ. Ai đi dốc sức liều mạng, ai giữ lại thực lực. Đây là một vấn đề rất lớn. Bởi vì người dốc sức liều mạng kia, cho dù giết Dương Hạng, cuối cùng khẳng định cũng sẽ tinh bì lực tấn, không có thực lực chiến đấu. Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau, rất nhanh, Dương Liêm Sương nói. Ta đến đi. Nhưng lúc này Dương Diệp lắc đầu. Nếu như Dương Liêm Sương không biểu lộ thái độ, hắn tuyệt đối không tỏ thái độ, nhưng Dương Liêm Sương bày tỏ thái độ rồi. Dương Liêm Sương bày tỏ thái độ, hắn tự nhiên cũng tỏ thái độ. Hắn làm người chính là như vậy, người thực, ta liền thực, người chơi xáo lộ, vậy mọi người cùng nhau chơi xáo lộ. Cái thế giới này, không có người nào là kẻ đần. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đi về phía kia Dương Hạng. Giết qua rất nhiều cường giả chân cảnh, nhưng không có giết qua chân cảnh lục đoạn, hôm nay, ta muốn thử xem. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên thiêu đốt, chuẩn xác mà nói, là thân thể của hắn bị một loại hỏa diễm bao trùm. Lục đinh thần hỏa. Ngoại trừ cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, hắn còn có một át chủ bài, chính là lục đinh thần hỏa. Bất kể là cánh tay chiến thần hay kiếm gỗ, hay lục đinh thần hỏa, đều không thể đơn độc đánh chết Dương Hạng. Dù là hai cái cùng một chỗ cũng không được. Nhưng ba cái. Kiếm gỗ không có bài xích lục đinh thần hỏa, tùy ý lục đinh thần hỏa bao vây mình. Nhưng sau khi lục đinh thần hỏa xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp càng thêm tái nhợt. Ba loại lực lượng vượt qua thân thể của hắn thừa nhận xuất hiện, giờ khắc này, hắn cảm giác mình muốn nổ tung. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Hạng, âm thanh hung dữ nói. Đến, tiếp ta một kiếm. Nói xong, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Hạng. Sắc mặt Dương Hạng đại biến, ngân thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Theo một tiếng nổ vang, ngân thương trong tay Dương Hạng ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, Dương Hạng bị chấn đến 5.000 trượng. Hắn vừa dừng lại, két sát, thân thể của hắn dạn nứt ra, vô số máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn lan tràn, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, thân thể của hắn ầm ầm vỡ vụn. Thoáng qua, linh hồn hắn nhẹ nhàng bay ra, sau đó run lên, biến mất ở phía chân trời. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, ngay cả Dương Liêm Sương cũng không kịp phản ứng. Sau khi linh hồn Dương Hạng biến mất, xa xa Dương Diệp khôi phục bình thường, lục đinh thần hỏa đã về Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp lại thẳng tắp té xuống. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp cảm giác một làn gió thơm đánh úp lại, hắn cảm giác mình tiến vào trong một vòng tay mềm mại. Ôm hắn tự nhiên là Dương Liêm Sương. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì, bởi vì hắn cảm giác giờ phút này khí lực nói cũng không có. Thời điểm ánh mắt hắn muốn nhắm lại, tay phải của Dương Liêm Sương đột nhiên chế trụ cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương nói. Vì cái gì? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Giết ngươi, Dương gia sẽ không ai có thể uy hiếp ta. Nói xong, tay nàng bắt đầu dùng sức. Sắc mặt Dương Diệp lập tức từ trắng thành tím. Nghe được Dương Liêm Sương nói, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn không có phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Bởi vì giờ phút này hắn thật sự đã kiệt lực. Hiện tại hắn đang suy nghĩ gì? Gì cũng không có nghĩ. Ngu. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ, giờ phút này, hắn không chỉ thân thể mỏi mệt tới cực điểm, ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt đến cực hạn. Ngủ. Hào hào ngủ một giấc. Mấy ngày nay, người mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Dương Liêm Sương. Chỉ cần tay của Dương Liêm Sương có chút dùng sức, đầu Dương Diệp sẽ dọn nhà, dù là cùng kỳ cũng cứu không được. Bởi vì cùng kỳ cách Dương Diệp quá xa, hơn nữa lúc này, cho dù hắn ở bên người Dương Diệp cũng không làm được cái gì. Dương Liêm Sương có thể ra tay hay không? Kỳ thật đối với người Dương gia mặc nói, Dương Liêm Sương có lý do ra tay. Bởi vì bây giờ ở Dương gia, Dương Diệp cùng một chân cảnh lục đoạn khác có thể uy hiếp được nàng, nếu như Dương Diệp chết, Dương gia không ai có thể cùng nàng tranh đoạt vị trí gia chủ. Giết, hay không giết? Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Liêm Sương đột nhiên thu tay về, sau đó nói. Đưa hắn đến phòng ta nghỉ ngơi, bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu.
Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt nàng hiện lên lệ khí. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ phút này, Dương gia tiến vào đề phòng cấp độ 1, cường giả Dương gia ở bên ngoài, bằng tốc độ nhanh đến chạy về Dương gia, người dám vi phạm, giết không tha. Người Dương Lân khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Liêm Sương nhìn lên trời hồi lâu, sau đó nói. Phiền toái, mới vừa bắt đầu a. Nói xong, thân hình của nàng run lên, biến mất ngay tại chỗ. Hai ngày sau, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi. Lúc này, một giọng nói ở bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đứng một nữ tử mặc váy đen. Nữ tử này, đúng là Dương Liêm Sương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không chết. Ngươi rất muốn chết. Dương Liêm Sương xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Khi đó sao không ra tay? Tại sao ta phải ra tay? Dương Liêm Sương hỏi lại. Như ngươi nói, ta chết, ở Dương gia không ai có thể tạo thành uy hiếp với vị trí gia chủ của ngươi. Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương đi tới bên giường Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi còn sống, đối với ta có uy hiếp sao? Không, không có. Bởi vì ngươi căn bản không muốn làm Dương gia gia chủ. Còn nữa, người không phụ Dương Liêm Sương ta, Dương Liêm Sương ta quyết không phụ người. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương hồi lâu, sau đó nói. Hợp tác vui vẻ. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Từ khi hai người bọn họ hợp tác, cho tới bây giờ, hai người mới xem như chân chính tín nhiệm đối phương. Mà trước đó, bất kể là hắn hay Dương Liêm Sương, hai người đều đề phòng nhau. Mà bây giờ, bọn họ đã tín nhiệm nhau. Có thể đi không? Lúc này Dương Liêm Sương nói. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Đi với ta tới một chỗ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cho ta chút thời gian. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi. Nói xong, nàng xoay người ra khỏi phòng. Trên giường, hai mắt Dương Diệp đóng lại. Kiểm tra thân thể. Tuy hắn đã thanh tỉnh, nhưng thương thế của hắn không có hoàn toàn khôi phục, phải nói còn rất nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này, hắn khí lực động ngón tay cũng không có. Hắn trợn mắt nhìn cánh tay phải của mình, giờ phút này, cánh tay phải của hắn đã như trước kia, hoàn toàn yên lặng. Đương nhiên đây là bởi vì phù lục kia. Lúc trước một kiếm chém vỡ thân thể Dương Hạc, hắn liền vội vàng dùng phù lục phong ấn cánh tay mình. Bởi vì lúc kia, lực lượng của cánh tay chiến thần mạnh nhất, muốn chống bạo thân thể của hắn. Tuy bị phù lục phong ấn, nhưng lực lượng trong cánh tay chiến thần cùng lực lượng của lục đinh thần hỏa, vẫn để cho thân thể của hắn xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Nhưng khá tốt, có hồng mông tử khí, không có suy giảm tới căn bản. Chữa trị thân thể. Giờ phút này cần phải làm là chữa trị thân thể với hắn mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Cứ như vậy, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn dần dần khôi phục bình thường. Hai canh giờ sau, Dương Diệp ra gian phòng, mà bên ngoài gian phòng, là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp. Tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Địa phương biến thái nhất của ngươi, không phải thực lực, mà là năng lực chữa trị. Năng lực chữa trị của ngươi, coi như là lực lượng bất tử của ta cũng kém xa. Lực lượng bất tử. Dương Diệp nói. Là lực lượng gì? Dương Liêm Sương nói. Một loại năng lực chữa trị của ta, bẩm sinh của thần phượng tộc. Khó trách. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc trước Dương Liêm Sương cũng bị thương rất nặng, mặc dù không nặng bằng hắn, nhưng cũng không nhẹ, mà bây giờ Dương Liêm Sương lại một chút việc cũng không có. Hiển nhiên, đây là công lao của lực lượng bất tử kia. Đi thôi. Dương Liêm Sương nói xong, xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Ở dưới sự dẫn dắt của Dương Liêm Sương, hai người tới một mộ địa rất lớn, bên trong trải rộng vô số mộ phần. Đây là địa phương sau khi cường giả Dương gia ta vẫn lạc mai táng. Dương Liêm Sương nói. Bọn họ rất nhiều đều không cách nào tiến thêm một bước, tuổi thọ hao hết, cuối cùng hóa thành một nắm bụi đất. Mà còn có một chút, là vì Dương gia chiến chết. Tới đây làm gì? Dương Diệp hỏi. Gặp một người. Dương Liêm Sương nói xong,
đi đến chỗ sâu trong mộ địa, Dương Diệp do dự, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, một ngôi nhà tranh cũ nát xuất hiện ở trước mặt hai người, ở trước cửa nhà tranh, có một lão giả mặc một bộ trường bào cũ nát, trường bào kia không biết bao nhiêu năm chưa từng giặt qua, đã nhìn không ra màu sắc vốn có. Lúc này, lão giả đang nắm một thanh đao nhỏ điêu khắc gì đó ở trên tấm bia đá. Dương Liêm Sương nhìn lão giả có chút thi lễ, Liêm Sương ra mắt lão tổ. Tay lão giả có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói. Giống cái gì? Dương Diệp hỏi. Một tiểu tử tự xưng về sau muốn làm Dương gia vô địch. Lão giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục điêu khắc. Dương vô địch. Dương Diệp biết rõ, đối phương là đang nói hắn giống phụ thân. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Tiền bối nhận thức hắn. Lão giả khẽ gật cơ đầu. Nhận thức, năm đó hắn không có việc gì liền thích chạy tới nghĩa địa này chơi, dần dà, cùng hắn có chút nhận thức. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Hắn là một nhân tài. Dương gia ta từ khi bắt đầu đến bây giờ, chỉ sợ chỉ có tiên tổ mới có thể so thiên phú với hắn. Nếu như hắn không có gì bất ngờ xảy ra, Dương gia có thể huy hoàng. Lúc này, Dương Liêm Sương nói. Tương lai Dương gia, nhất định cũng sẽ huy hoàng. Lão giả ngừng tay. Trầm mặc hồi lâu, lão giả quay đầu nhìn Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp. Khó được, hai người các ngươi không có tranh giành ngươi chết ta sống. Dương Diệp nói. Ta không muốn làm gia chủ. Thì ra là thế. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta biết rõ ý định đến của hai người các ngươi. Ta đã từng nói qua, sự tình Dương gia, ta sẽ không lẫn vào. Ai làm gia chủ, ta cũng không có ý kiến. Cho nên các ngươi có thể yên tâm. Nói xong, lão giả tiếp tục điêu khắc. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chẳng lẽ lão tổ giống như Dương Hạng, trong nội tâm chỉ có sinh tử, ở không tình thân sao? Lão giả nói. Thân tình tự nhiên là có, nhân sinh trên đời, lại có bao nhiêu người có thể làm được hoàn toàn tuyệt tình. Chỉ là, nha đầu, nói sự thật một chút. Nhất mạch của lão phu đã chết không sai biệt lắm. Tuy cùng thuộc Dương gia, nhưng huyết thống đã nhạt đến gần như sắp không liên quan gì a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, lão phu không thích lẫn vào sự tình thế tục. Như lời ngươi nói, đối với chúng ta mà nói, gia tộc gì đó, quyền lợi gì đó, đều là phù vân. Chỉ có còn sống mới là thật sự. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp nhìn lão giả kia, cùng Dương Liêm Sương muốn ly khai, mà lúc này, lão giả đột nhiên nói. Tiểu tử, phụ thân ngươi còn sống không? Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn về phía lão giả, sau đó lắc đầu. Không biết, có gì sao? Lão giả nói. Cũng không có gì, lúc trước hắn nói mượn đao của ta sử dụng, thật không nghĩ đến, đao mượn đi, người liền chuồn. Ngoại trừ đao, vài bảo vật phòng thân của lão phu cũng bị hắn mượn, hắn nói sẽ trả. Dương Diệp. Một phút đồng hồ sau, Dương Diệp và Dương Liêm Sương đã đi ra mộ địa. Dương Liêm Sương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Từ nay về sau, Dương gia chỉ có thể dựa vào chúng ta. Dương Diệp nói. Dương gia xảy ra biến cố, bát đại thế gia còn lại phản ứng gì? Đương nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Dương Liêm Sương cười lạnh nói. Thế giới này chính là như vậy, khi ngươi yếu, người khác đều muốn khi phụ ngươi một cái. Ta đã nhận được tin tức, Doanh gia, Lý gia, Vương gia, cùng với Lục gia, mấy thế gia này đã bắt đầu động thủ với địa bàn của Dương gia chúng ta. Nhưng còn không có quá công khai. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là gia chủ. Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng vậy. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói. Từ nay về sau, Dương gia không phải Dương gia của người nào đó, mà của mọi người Dương gia. Mà ngươi, từ giờ phút này, ngươi chính là Dương gia thủ hộ giả, quyền lợi cùng địa vị, cùng cấp với Dương gia gia chủ. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Liêm Sương lại nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, đừng cự tuyệt, ngươi phải hiểu được,
bây giờ ngươi dùng thực lực của ngươi, căn bản không cách nào cam đoan thiên toàn hệ an toàn, không phải sao? Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Dương Liêm Sương nói rất đúng sự thật. Lúc này Dương Liêm Sương lại nói, ta đã phái người tiến về thiên toàn hệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ tiếp thân nhân của ngươi đến hệ Ngân Hà. Mà bọn họ, từ nay về sau, không chỉ là thân nhân của Dương Diệp ngươi, càng là người của Dương gia ta. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên giữ chặt cánh tay Dương Diệp nói. Đi thôi. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt, khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên nụ cười. Dùng lời thế tục nói, chính là đăng cơ. Dương Diệp. Đăng cơ. Dương gia không phải hoàng gia thế tục, nhưng lễ nghi vẫn phải làm. Bằng không thì, ai biết ngươi là Dương gia gia chủ. Một ngày sau, Thiên Cơ Thành. Lúc này Thiên Cơ Thành đã dần dần khôi phục phồn hoa ngày xưa, hơn nữa hiện tại người Thiên Cơ Thành cũng nhiều hơn rất nhiều so với dĩ vãng, bởi vì rất nhiều cường giả Dương gia ở bên ngoài đều bị Dương Liêm Sương triệu hồi. Tất cả người Dương gia đều biết, Dương gia thay đổi triều đại. Đối với cái này, tự nhiên là không người nào dám có ý kiến. Dương gia, duy nhất dám có ý kiến chỉ có vị Dương gia lão tổ chân cảnh lục đoạn kia, nhưng vị kia đến bây giờ không có ra mặt ngăn cản, hiển nhiên đối phương không có ý kiến. Nói cách khác, Dương Liêm Sương trở thành Dương gia gia chủ, đã là sự tình ván đóng thuyền, Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, Thiên Cơ Điện bố trí vô cùng tinh xảo, cũng cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là những người đi theo Dương Liêm Sương. Giờ phút này bọn hắn đều có thể nói là khiêu quốc công thần, Dương Liêm Sương thượng vị, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, bởi vậy lúc này bọn hắn cực kỳ ra sức. Cung nghênh gia chủ. Theo một thanh cầm vang dội vang lên, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trên đại điện, mà ở bên cạnh nàng là Dương Diệp. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua người Dương ra phía dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Huyên. Còn lại thất đại thế gia không có một nhà tới sao? Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Thấy thế, tất cả mọi người trong tràng nụ cười dần dần biến mất. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ một gia tộc nào có tân gia chủ thượng vị, thế gia khác đều đến đây chúc mừng. Song lần này, thất đại thế gia còn lại không có một nhà đến. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, một lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lão giả này, Dương Diệp nhận thức. Đúng là Vũ gia đại trưởng lão. Vũ gia đại trưởng lão đi vào điện, nhìn Dương Liêm Sương ôm quyền. Chúc mừng Liêm Sương tiểu thư trở thành Dương gia gia chủ. Dương Liêm Sương nhìn Vũ gia đại trưởng lão, sau đó nói. Ngươi là đại biểu cá nhân, hay đại biểu Vũ gia? Đương nhiên là đại biểu Vũ gia. Đại trưởng lão cười nói. Liêm Sương tiểu thư, gia chủ bảo ta tiện thể nhắn cho Liêm Sương tiểu thư, bởi vì một sự tình. Hắn bất tiện tự mình đến đây, nhưng Vũ gia không có ác ý với Dương gia, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Vũ gia ta, nguyện ý cùng Dương gia bảo trì quan hệ trước kia, mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Dương gia ta cũng nguyện cùng Vũ gia bảo trì quan hệ trước kia, hai nhà không xâm phạm lẫn nhau. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương thiếu gia, An cô nương ở Vũ gia mạnh khỏe. Dương thiếu gia không cần phải lo lắng, nếu như Dương thiếu gia có thời gian, có thể tùy thời đi Vũ gia vấn an, Vũ gia ta tùy thời hoan nghênh. Đối mặt Dương Diệp và Dương Liêm Sương, hắn tự nhiên phải tôn kính, hai người này thêm cùng một chỗ, đây chính là ngay cả chân cảnh lục đoạn cũng có thể đánh bại. Mà hai người, một cái mới chân cảnh nhất đoạn, mà cái khác mới chí cảnh. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, đó là không người không biết. Không người không hiểu. Hiện tại Trung Thiên Vũ Trụ lưu hành một câu, thiên tài nhà ai mạnh? Bọn họ đều họ Dương. Cái bọn họ này, tự nhiên là chỉ Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Nghe được Vũ gia đại trưởng lão nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta sẽ đi. Đại trưởng lão cười nói. Vũ gia ta tùy thời hoan nghênh, hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn không hề dừng lại, xoay người muốn đi, mà lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương nói. Liêm Sương tiểu thư, gia chủ còn có một lời. Mời nói. Dương Liêm Sương nói. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tình cảnh Dương gia, nguy.
Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trong điện, bầu không khí có chút trầm mặc. Một lát sau, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta cũng hiểu được nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm. Tay Dương Liêm Xương thả lỏng phía sau, cười nói. Ngươi có biết câu này không? Nói thất phu vô tội, hoài bích có tội. Dương gia trải qua sự tình trước kia, thực lực chỉnh thể của chúng ta giảm rất nhiều, có thể nói, bây giờ là thời điểm chúng ta suy yếu nhất. Nhưng cái này còn không phải nguyên nhân bọn họ chân chính muốn ra tay với chúng ta. Nguyên nhân thực sự là gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Ta và ngươi, có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nói. Thiên phú của ngươi và ta, chính là nguyên nhân thực sự bọn họ muốn xuống tay với chúng ta. Cảnh giới của chúng ta bây giờ, cũng đủ để cho chúng ta đánh bại chân cảnh lục đoạn. Mà một khi ta và ngươi đạt tới chân cảnh tam đoạn, tử đoạn thì sao? Bọn họ sợ, sợ ngươi ta hoàn toàn lớn lên. Nói đến đây, nàng cười lạnh. Cái thế giới này chính là như vậy, có đôi khi không có đúng sai, dù ngươi không đi tổn thương người khác, nhưng chỉ cần người khác cảm thấy ngươi có uy hiếp với hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cực kỳ đồng ý Dương Liêm Xương nói. Kỳ thật đạo lý này, khi hắn còn bé đã hiểu. Xã hội chính là như vậy, nhiều khi cho dù ngươi làm rất tốt, nhưng vẫn sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cái này là nhân tính. Dương Liêm Xương quay đầu nhìn về phía những cường giả Dương gia kia. Vũ gia đại trưởng lão nói, các ngươi cũng nghe được. Hiện tại Dương gia ta chính là một miếng thịt mỡ, những thế gia còn lại kia khẳng định đều muốn đến cắn một ngụm. Cho nên chư vị, bây giờ là thời kỳ Dương gia ta khó khăn nhất, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Trong tràng, mọi người khẽ gật đầu, sắc mặt không có chút sợ hãi nào. Tuy Dương gia hao tổn, thực lực không bằng trước, nhưng người Dương gia vẫn có tâm huyết cùng cốt khí. Hơn nữa, tuy Dương gia không có Dương Tiêu cùng một vị chân cảnh lục đoạn, nhưng Dương gia còn có Dương Diệp và Dương Liêm Xương. Có hai người này, người Dương gia liền có lòng tin đối mặt thế gia còn lại. Dương Liêm Xương lại khai báo một vài sự tình, liền để cho tất cả mọi người lui xuống. Lúc này Dương Diệp nói, phong huyết mạch của Dương gia, vì sao ta rất ít chứng kiến người dùng? Vấn đề này, hắn rất khó hiểu, bởi vì phong huyết mạch kia đích thực có thể tăng thực lực, nhưng lúc hắn cùng với đám người Dương Tiêu giao thủ, thẳng đến chết, những người kia cũng không có tác dụng. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu, bọn họ đã thanh trừ phong huyết mạch của mình rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương trầm giọng nói, phong huyết mạch đích thực có thể ở trong thời gian ngắn đề cao thực lực, nhưng nó có một tai hại, chính là để thần trí người thất thường. Dùng càng nhiều lần, thần trí sẽ vượt không bình thường. Bởi vậy năm đó phụ thân ngươi đề nghị, để người Dương gia áp chế phong huyết mạch, sau đó hắn sáng tạo ra một bộ phương pháp, có thể xóa phong huyết mạch. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý buông bỏ, có người vì lực lượng cường đại, vẫn còn vụng trộm luyện. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Khó trách Hồng Mông Tháp sẽ áp chế phong huyết mạch của hắn, không cho nó thức tỉnh. Dùng thần trí để đổi lực lượng, loại hành vi này tuyệt đối là cực kỳ ngu xuẩn. Dương Diệp không nghĩ vấn đề này nữa, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Linh hồn Dương Hạng đào tẩu rồi sao? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lúc này Dương Liêm Xương nói. Hắn đã không có thành tựu gì nữa, bởi vì một kiếm kia của ngươi, đánh thương căn bản của hắn. Linh hồn của hắn cũng bị trọng thương, muốn chữa trị, phải tìm thân thể cực tốt, nhưng không có trăm năm là không thể nào. Mà trăm năm, vài năm sau, cho dù hắn về đỉnh phong, ở trước mặt người ta, cũng không coi là thứ gì. Cũng phải. Dương Diệp cười cười. Mặc kệ hắn, đúng rồi, người của ngươi tới thiên toàn hệ chưa? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, đột nhiên không gian trước mặt nàng run rẩy. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thê tử ngươi đã đến. Đúng lúc này, ngoài điện, một đám người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy đám người kia, hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt ẩm ướt. Đi đầu là Tô Thanh Thi cùng đế nữ, mà ở bên người đế nữ cùng Tô Thanh Thi, là Tần Tịch Nguyệt, Lục Kiếm Giao, Lôi Lâm, Tuyết Nhi, Bảo Nhi, An Bích Như. Tất cả mọi người đến rồi. Phụ thân. Lúc này, Tuyết Nhi ở bên người Tô Thanh Thi chạy tới trước mặt Dương Diệp.
sau đó nàng trực tiếp đâm vào trong ngực hắn. Nhìn Tuyết Nhi trong ngực, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, hắn bế Tuyết Nhi lên, sau đó tới trước mặt đám người Tô Thanh Thi, nhìn xem chúng nữ, giờ phút này trong lòng Dương Diệp vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Từ giờ phút này, Dương gia chính là nhà của các ngươi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương, hắn khẽ gật đầu. Tốt! Hắn vốn đối với Dương gia không có lòng trung thành gì, bởi vì gia tộc này quá lợi ích, quá ích kỷ, quá vô tình, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không mang theo đám người Tô Thanh Thi trở về. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng, Dương Liêm Sương sẽ thay đổi Dương gia. Mà hắn cũng cần vì đám người Tô Thanh Thi tìm một chỗ cư trú. Để Dương gia cường đại. Đây là mục tiêu của Dương Liêm Sương, cũng là mục tiêu của Dương Diệp hắn. Dương Liêm Sương lặng lẽ thối lui ra khỏi đại điện, ngoài điện, Dương Liêm Sương nói khẽ. Tên này, cũng không phải một người vô tình. Vừa rồi lúc Dương Diệp nhìn thấy đám người Tô Thanh Thi, nàng thấy được. Một khắc này, nàng thật sự bất ngờ cùng khiếp sợ. Bởi vì hốc mắt Dương Diệp ướt át. Trong lòng nàng cảm thấy, loại người như Dương Diệp, hẳn là vô tình mới phải, cho dù hữu tình, cũng sẽ có hạn. Dù sao ở thế giới cường giả vi tôn, nữ nhân phần lớn thời gian là đồ chơi của nam nhân. Một nam nhân có thực lực, là sẽ không thiếu nữ nhân, mà dưới loại tình huống này, một nam nhân là sẽ không quá mức để ý đối với nữ nhân. Nhưng biểu lộ của Dương Diệp nói cho nàng biết, hắn rất để ý. Giờ phút này, nàng coi như chân chính hiểu rõ lúc trước tại sao Dương Diệp lại tra tấn Dương Tiêu Chí Tử rồi. Bởi vì những nữ nhân này, là nghịch lân trong lòng hắn. Dương Liêm Sương hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, tay phải nàng đột nhiên lấy ra một vòng tay thật nhỏ, vòng tay này có chút đặc biệt, có hai khóa sắt kết nối cả hai lại, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, giống như tấm gương, mà ở dưới mặt gương, có ba cây châm thật nhỏ, trong đó một cây châm đang dùng tốc độ thuận kim đồng hồ chậm rãi di động tới. Nhìn vòng tay hồi lâu, Dương Liêm Sương thấp giọng nói. Người này, ở chỗ chúng ta, là phạm vào tội trùng hôn a. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp chuyện gì cũng không làm, chuyên môn làm bạn bên người chúng nữ. Kỳ thật, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cùng chúng nữ qua thời gian bình bình đạm đạm. Hắn đối với quyền lực, tiền tài, trường sinh, thật không có dục vọng gì. Nhưng bình thản, đối với hắn mà nói, là một sự tình xa xỉ. Như nữ tử áo đỏ ở Tu Du Sơn nói, thời điểm hắn đạt được rất nhiều kỳ ngộ, cũng dính vào rất nhiều nhân quả. Mà những nhân quả này, là sẽ muốn mạng hắn. Trở nên mạnh mẽ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống, mới có thể bảo vệ người mình yêu. Diệp phủ, lúc này Dương Diệp, là Dương gia thủ hộ giả, hắn cũng có phủ đệ của mình. Hơn nữa cái phủ đệ này một chút cũng không thua phủ đệ của Dương Liêm Sương. Ở Dương gia, tuy Dương Liêm Sương là Dương gia gia chủ, nhưng địa vị của Dương Diệp ở trong lòng mọi người, một chút cũng không thấp. Trong nội viện, lúc này, ở trong sân, Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm đang vui đùa ầm ĩ. Mà ở cách hai tiểu cô nương không xa, là Dương Diệp, ở bên người Dương Diệp là Tô Thanh Thi cùng đế nữ. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, sau đó nói. Ngươi cũng đến chí cảnh rồi sao? Đế nữ khẽ gật đầu. Chí cảnh. Dương Diệp do dự một chút, sau đó cổ tay khẽ động, phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đưa phương thiên hỏa kích cho đế nữ. Ta cảm thấy, người so với ta thích hợp nó hơn. Hắn chỉ dùng kiếm, dùng phương thiên hỏa kích vẫn có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn chỉ biết nện. Đế nữ nhìn phương thiên hỏa kích, không có cự tuyệt, tay phải nàng nắm chặt phương thiên hỏa kích, vừa bị cầm chặt, phương thiên hỏa kích lập tức run lên kịch liệt, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cau mày. Nếu như phương thiên hỏa kích không nhận đế nữ, vậy hắn cũng không có biện pháp, loại chuyện này, vẫn phải chú ý hai bên tình nguyện. Mà đúng lúc này, phương thiên hỏa kích đột nhiên bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một đạo quang mang bay vào mi tâm đế nữ. Đã qua hồi lâu, đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Vô song quyết. Dương Diệp gật đầu. Có thể tu luyện, rất mạnh. Đế nữ khẽ gật đầu, không nói chuyện. Dương Diệp nhìn đế nữ cùng Tô Thanh Thi, hắn cười khổ, hai nữ nhân này, đều bí ẩn làm người phát bực, không thích nói chuyện, nhưng mà khá tốt, hai nữ gặp mặt. Cũng không có náo mâu thuẫn gì. Đây cũng là sự tình hắn lo lắng nhất, bởi vì nếu như nội bộ mâu thuẫn,
hắn là đau bi nhất. Nhưng mà khá tốt, hai nữ ở chung rất hào thuận. Ngươi sợ chúng ta cãi nhau? Đế nữ đột nhiên nói. Dương Diệp ngây cả người, sau đó gật đầu. Đế nữ khẽ lắc đầu. Sẽ không. Lúc này Tô Thanh Thi cũng nói. Trước khi đến, người Dương gia nói với chúng ta, nói trước đó có người muốn đi thiên toàn hệ bắt chúng ta uy hiếp ngươi, mà ngươi, không tiếc khiêu chiến toàn bộ người trong thiên hạ, ôm tất cả áp lực đến trên người mình. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó chìa tay nhẹ nhàng sờ lên gò má Dương Diệp. Biết không, ngươi biết lúc đầu tại sao ta thích ngươi không? Dương Diệp giữ chặt tay Tô Thanh Thi, cười nói. Là vì ta đẹp trai đúng không? Tô Tha Thi khẽ lắc đầu. Trách nhiệm, đảm đương, ta điều tra qua ngươi, ta cảm thấy được, một nam nhân, đẹp nhất không phải bề ngoài, cũng không phải thực lực. Mà là trách nhiệm, đảm đương, một nam nhân, cho dù thực lực hắn mạnh hơn nữa, nhưng nếu như hắn không có trách nhiệm, không có đảm đương, vậy hắn ở trong lòng ta, cũng chỉ là phế vật. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi lúc trước, rất yếu, cực kỳ yếu, ta một ngón tay có thể giết ngươi. Nhưng ta cảm thấy, ngươi rất nam nhân, bởi vì ngươi vì mẹ của mình, vì muội muội của mình, chưa bao giờ buông thả qua, ngươi gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên giữ chặt tay của hắn, sau đó lại nói. Chúng ta sẽ không cãi nhau, nếu như cãi nhau, lúc trước nàng cùng ta cũng không đi theo ngươi rồi. Dương Diệp giữ chặt tay Tô Thanh Thi cùng đế nữ, nói khẽ. Có các ngươi làm bạn, thật tốt. Một ngày sau, Dương Diệp không có ở cùng đám người Tô Thanh Thi, mà tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Sau khi đám người Tô Thanh Thi đi tới hệ Ngân Hà, trách nhiệm của hắn càng tăng thêm. Mà nếu muốn gánh vác trách nhiệm thuộc về mình, chỉ có thực lực. Cùng Dương Hạng chiến một trận, làm cho Dương Diệp hiểu rõ, thực lực của mình, đối với loại cường giả này, còn không tạo được uy hiếp gì. Mà từng thế gia, đều có loại cường giả cấp bậc này. Trừ đó ra, còn có những thiên tài yêu nghiệt kia. Như Dương Liêm Sương, loại yêu nghiệt này, cảnh giới của bọn hắn khả năng không bằng Dương Hạng, nhưng thực lực chân chính của nàng, là có thể đối kháng Dương Hạng. Cái thế giới này, có một ít người, không thể theo lẽ thường đến luận. Tu luyện, không có đường tắt. Hướng trong chết luyện. Nhưng lúc này hắn không phải luyện kiếm chiêu, mà luyện pháp tắc. Sở dĩ kiếm chiêu của hắn uy lực mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, là vì pháp tắc. Mà pháp tắc là có thể đề thăng. Ví dụ như ám chi pháp tắc, tạo nghệ của ám chi pháp tắc rõ ràng mạnh hơn pháp tắc khác rất nhiều. Một khi pháp tắc được nâng cao, kiếm chiêu của hắn tự nhiên sẽ nâng cao theo. Muốn nâng cao pháp tắc, ngoại trừ luyện, còn có ngộ. Lúc này đây, hắn dùng kiếm vực. Ở trong kiếm vực, hắn có thể cảm thụ lực lượng pháp tắc rất tốt, ví dụ như không gian, ở ngoài kiếm vực cảm thụ không gian cùng trong kiếm vực cảm thụ không gian, đây tuyệt đối là hai khái niệm. Bởi vì ở trong kiếm vực cảm thụ không gian, hắn có thể cảm nhận được hết thảy. Nửa tháng sau, từ khi Dương Liêm Sương lên làm Dương gia gia chủ, Dương gia đột nhiên bắt đầu một loạt cải cách. Nếu là lúc trước, những cải cách này nhất định sẽ khiến rất nhiều người bắn ngược, nhưng hiện tại toàn bộ Dương gia, Dương Liêm Sương tuyệt đối là nói 102, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Cùng lúc đó, Dương Liêm Sương đã triệu hồi tất cả cường giả chân cảnh của Dương gia ở bên ngoài, trong Thiên Cơ Điện. Ngồi ở chủ vị là Dương Liêm Sương, mà ở dưới là cường giả chân cảnh Dương gia. Lúc này cường giả chân cảnh của Dương gia, toàn bộ đều ở bên trong. Cường giả chân cảnh nơi đây không nhiều lắm, vẫn chưa tới 20 vị. Hiện tại đội hình của Dương gia, không hề nghi ngờ, ở trong tất cả thế gia, tuyệt đối là ít nhất. Bởi vì nội chiến, cường giả chân cảnh của Dương gia chết rất nhiều. Nói động tác gần đây của đám người Doanh gia đi. Dương Liêm Sương nói. Dương Huyên đứng dậy. Trừ Khô gia cùng Vũ gia, năm thế gia còn lại, đã bắt đầu ra tay với những thế giới kia của chúng ta, mới đầu bọn họ còn không công nhiên, nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt đầu công nhiên phái người đi chiếm lĩnh những thế giới kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Dựa theo gia chủ yêu cầu, người của chúng ta không có chống cự, toàn bộ đều rút ra những thế giới kia. Chỉ là như vậy, chúng ta sẽ để cho thế nhân cảm thấy Dương gia chúng ta dễ khi dễ, đúng không? Dương Liêm Sương nói. Dương Huyên khẽ gật đầu. Gia chủ nên biết, không ngừng nhượng bộ, là sẽ vô dụng,
chúng ta nhịn, bọn họ cái sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, đến cuối cùng, bọn họ sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa cái này đối với sĩ khí của Dương gia chúng ta cũng là một loại đả kích. Dương Liêm Sương chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không một mặt nhịn, chiến tranh, là phải đánh. Nhưng không thể cùng bọn họ đánh như vậy. Vậy phải đánh như thế nào? Dương Huyên hỏi. Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Tập trung lực lượng đánh. Thực lực của chúng ta, đã để cho chúng ta không cách nào đi giữ vững những vị trí kia, cưỡng ép đi thủ, không chỉ tổn thất những thế gia kia, còn có thể tổn thất cường giả chân cảnh của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể buông thả những thế giới kia, dùng cái này đến bảo trụ cường giả chân cảnh của chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Sở dĩ để mọi người từ trấn thủ thế giới trở về, là bởi vì chúng ta không thể phân tán lực lượng, chúng ta phải vặn lực lượng của chúng ta thành một cỗ, sau đó cho những người kia một kích chí mạng. Nghe thế, mọi người trong tràng khẽ gật đầu, đã minh bạch ý tứ của Dương Liêm Sương. Hiện tại Dương gia, thực lực không bằng trước, nếu như cưỡng ép đi thủ những thế giới kia, tất nhiên sẽ hao binh tổn tướng, bởi vậy, Dương Liêm Sương quyết đoán bỏ những thế giới kia, bảo trụ cường giả chân cảnh của Dương gia. Địa bàn không còn, về sau có thể cướp về, nhưng nếu người không còn, tuy về sau cũng có thể bồi dưỡng ra được, nhưng một cường giả chân cảnh không phải dễ bồi dưỡng như vậy. Lúc nào chúng ta phản kích? Dương Huyên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương gia tự nhiên là phải phản kích, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ, bằng không thì tiếp tục nhịn như vậy, Dương gia không chỉ tổn thất rất nhiều thế giới, còn có thể để thế nhân cảm thấy Dương gia dễ khi dễ. Khi đó khả năng không chỉ những thế gia kia đến đoạt địa bàn Dương gia. Một ít thế lực nhỏ khác cũng tới chen vào một chân. Trong tràng, Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng nhìn về phía ngoài điện, giờ phút này, Dương Diệp xuất hiện ở cửa đại điện. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Xuất quan. Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy bên ngoài chỉ mới qua nửa tháng, nhưng hắn ở trong Hồng Mông Tháp. Đã tu luyện mấy tháng. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Thực lực trở nên mạnh mẽ rồi. Dương Diệp cười nói. Xem như thế đi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nói. Vừa rồi lời của chúng ta có lẽ ngươi cũng nghe được, ý kiến của ngươi như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua người trong sân, sau đó nói. Ý kiến của ta giống như ngươi, đánh, nhưng chúng ta phải hung hăng đánh. Xin lắng tai nghe. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp đi đến trong điện, sau đó nói. Khi còn bé có lẽ chư vị đều đánh qua một trận, đối mặt quần ẩu, chúng ta dùng sức một mình, là tuyệt đối đánh không lại người khác nhiều người. Loại tình huống này, chúng ta chỉ có bắt lấy một cái trong đó, đánh hắn đến chết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ không ăn thiệt thòi. Người với người, nhiều khi xem, đúng ai hung ác người đó thắng. Nói đến đây. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại nói. Cho nên, trận chiến đầu tiên, chúng ta phải hung hăng đánh, không cần phải xen thế gia khác, bắt một thế gia đánh cho đến chết. Đánh cho đến chết. Trong tràng trầm mặc. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói. Nếu như hung hăng đánh, chúng ta sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương, chỉ biết cho thế gia khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết rõ. Nhưng chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ngay lúc này, nếu chúng ta đi giảng hòa với bọn họ, không cần ta nói, có lẽ chư vị cũng sẽ biết kết quả. Loại thời điểm này, Dương gia chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến. Vậy ngươi có nghĩ qua hậu quả lưỡng bại câu thương không? Dương Huyên nhìn Dương Diệp, một khi chúng ta cùng đối phương lưỡng bại câu thương, thế gia khác lại đây ra tay với chúng ta. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Huyên. Chư vị, hiện tại các ngươi vẫn không rõ tình cảnh của Dương gia chúng ta sao? Tình cảnh hiện tại của Dương gia chúng ta chính là, tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh chân chính, đánh, chúng ta còn có một đường sinh cơ, không đánh, chúng ta chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nghe được Dương Diệp nói, Dương Huyên trầm mặc, mọi người cũng trầm mặc. Như Dương Diệp nói, hiện tại Dương gia, đã đến tuyệt cảnh. Đánh. Còn có hy vọng, không đánh, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Lúc này, Dương Diệp lại nói.
Nếu muốn không có giết chóc, đầu tiên, ngươi phải có thực lực chế tạo giết chóc, nếu muốn không có chiến tranh, ngươi phải có năng lực chế tạo chiến tranh. Chúng ta liều không nổi, bọn họ cũng liều không nổi. Ngay lúc này, chúng ta không thể sợ, một khi sợ, hậu hoạn vô tận. Mặc kệ ai tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng chỉ có đánh hắn, hung hăng đánh. Không thể buông tha, không phải dũng giả thắng, mà người hung ác thắng. Nói xong, Dương Diệp hít sâu một hơi. Dương gia, hắn đã xem như tán thành Dương gia, hắn hy vọng Dương gia có thể rất tốt. Bởi vì đám người Tô Thanh Thi đều ở đây, thân nhân của hắn đều ở đây. Cùng Dương Liêm Sương, bọn họ không chỉ có thân nhân, càng có thể nói là bằng hữu rất tốt. Nếu là lúc trước, hắn chọn ích kỷ, ví dụ như mang theo đám người Tô Thanh Thi đi, nhưng hiện tại hắn không làm như vậy. Nhiều khi, không phải muốn người khác giúp ngươi, ngươi mới có thể đi giúp người khác, mà ngươi giúp người khác mới có khả năng tới giúp ngươi. Ngươi, không thể một mặt đòi hỏi, cũng phải có trả giá. Bằng không thì, loại người này sẽ không có bằng hữu. Trong tràng, mọi người trầm mặc. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Chư vị có ý kiến gì không? Mọi người vẫn trầm mặc. Dương Liêm Sương nói. Dương gia không phải của Dương Liêm Sương ta hoặc là Dương Diệp, có bất cứ ý kiến gì, vấn đề gì, các ngươi đều có thể nói ra. Kẻ độc tài, có thể sẽ để một gia tộc càng thêm thịnh vượng, nhưng cũng có khả năng sẽ dẫn một gia tộc đi về hướng diệt vong. Dương Liêm Sương nàng, sẽ không đi làm một độc tài. Phía dưới, Dương Huyên lắc đầu. Không có ý kiến. Người còn lại cũng lắc đầu. Bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Bởi vì bọn họ không có phương pháp xử lý tốt hơn. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chư vị đã không có ý kiến, thì quyết định như vậy đi. Chư vị ở đây, đều là nhân vật trọng yếu của Dương gia ta tin tưởng, chư vị sẽ không phản bội Dương gia, cũng không có lý do gì phản bội Dương gia, nhưng trong lúc này, bất luận người nào cũng không được rời Dương gia. Đi xuống đi. Tất cả mọi người lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Lựa chọn nhà nào? Dương Diệp nói. Nhà ai yếu nhất? Lý gia. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp nói. Vậy thì Lý gia. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Người đi, hay ta đi? Dương Diệp nói. Ta đi, người ở nơi này trấn thủ Dương gia là được. Có yêu cầu gì không? Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp nói. Để những người vừa rồi toàn bộ đi theo ta. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có thể, lúc nào xuất phát? Ngày mai. Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Còn sống trở về. Nhất định. Dương Diệp cười nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong, nàng xoay người muốn ly khai đại điện, nhưng lúc này nàng đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó mỗi nàng động, nhưng lại không có âm thanh gì. Một lát sau, Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó rời đại điện. Sau khi Dương Liêm Sương rời đi, Dương Diệp ngồi xếp bằng, đi tới trong Hồng Mông Tháp, tầng thứ nhất, Dương Diệp đi tới một mảnh rừng rậm, hai mắt hắn khép hờ, cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm hơn 10 hơi sau, hắn mắt đột nhiên mở ra đến. Trong chốc lát, suy. Dùng Dương Diệp làm trung tâm, phiến rừng rậm trong phạm vi ngàn trượng đột nhiên biến thành đất bằng. Sát na nhất kiếm. Vẫn là sát na nhất kiếm. Nhưng một kiếm này, tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Lực lượng không có mạnh quá nhiều, nhưng ở trên tốc độ, đã xảy ra biến hóa về chất. Bởi vì không gian pháp tắc của hắn, đã đạt đến chí cảnh. Trải qua hơn tháng khổ tu và khổ luyện, không gian pháp tắc của hắn đã ở dưới kiếm vực trợ giúp tăng lên tới chí cảnh. Không gian pháp tắc chí cảnh, tăng thêm ám chi pháp tắc chí cảnh, làm cho tốc độ của hắn tăng lên ít nhất một bậc. Có thể nói, hiện tại nếu như hắn muốn giết cường giả chân cảnh, cho dù là chân cảnh tam đoạn, cũng không cần hai kiếm. Một kiếm là đủ rồi. Đáng tiếc chính là tốc chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc không có được nâng cao, bằng không thì kiếm của hắn còn có thể nhanh hơn, đặc biệt là tốc chi pháp tắc, nếu như tăng tới chí cảnh. Vậy một kiếm này của hắn, tốc độ ít nhất còn có thể nâng cao gấp đôi. Bây giờ tốc độ của hắn đã khủng bố như thế, nếu như nâng cao gấp đôi, kia tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp với chân cảnh lục đoạn. Đáng tiếc, tốc chi pháp tắc này,
hắn còn không có tìm được con đường đột phá. Đơn giản mà nói, bình cảnh, hắn ở trên nâng cao tốc chi pháp tắc gặp bình cảnh. Đương nhiên, nếu như cho hắn nhiều một ít thời gian, hắn có nắm chắc đột phá. Nhưng hiện tại, Dương gia gặp nạn, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trước kia đối với Dương gia không có lòng trung thành gì, nhưng hiện tại, đám người Tô Thanh Thi cần có một chỗ tránh gió, mà Dương gia vừa vặn phù hợp, đám người Tô Thanh Thi đã ở Dương gia, như vậy Dương gia tự nhiên chính là nhà của hắn. Hắn không muốn tiếp tục không có dễ phiêu bạt, càng không muốn để đám người Tô Thanh Thi tiếp tục phiêu bạt. Ở trong Hồng Mông Tháp nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, sau đó trở về Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, đám người Dương Liêm Sương đã chờ sẵn. Ở bên người Dương Liêm Sương, là cường giả Dương gia, tổng cộng 27 vị. Trong đó chân cảnh tứ đoạn 7 vị, chân cảnh tam đoạn 10 vị, còn lại phần lớn đều là chân cảnh nhị đoạn cùng chân cảnh nhất đoạn. Cái này là tất cả lực lượng của Dương gia. Lúc này, Dương Liêm Sương chỉ Dương Lân cùng 9 người phía sau hắn nói. 10 người bọn họ đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Dương Lân, sau đó nói. Đều chuẩn bị xong chưa? 10 người khẽ gật đầu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Trong các ngươi, trước kia có một ít người cùng ta có ân oán, nhưng những cái kia đều đã không trọng yếu. Dương Diệp ta, không phải một người không bỏ xuống được, đã đi qua, thì để trôi qua. Hiện tại ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, bởi vì nếu như Dương gia không còn, như vậy tất cả mọi người sẽ trở thành chó nhà có tang. Lúc này, trưởng lão điện điện chủ Dương Lân đứng dậy. Diệp thiếu gia, sự tình trước kia, là những lão gia hỏa chúng ta làm không đúng, chúng ta cũng cảm tạ ngươi không truy cứu chuyện lúc ban đầu. Như ngươi nói, quá khứ đã qua, hiện tại bắt đầu, những lão gia hỏa chúng ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi cùng Dương tiểu thư. Người còn lại cũng đồng ý gật đầu, như Dương Diệp nói, nếu như Dương gia không còn, như vậy người ở chỗ này, đều sẽ biến thành chó nhà có tang. Không có người hy vọng trở thành chó nhà có tang. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu. Vốn nàng vẫn còn có chút lo lắng Dương Diệp không bỏ xuống được ân oán lúc trước. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng quá lo lắng. Kỳ thật, bây giờ nàng đối với tính tình của Dương Diệp cũng hiểu được một ít. Dương Diệp này tính tình chính là như vậy, ngươi cùng hắn dễ nói chuyện, hắn sẽ hảo hảo nói với ngươi, ngươi dùng thành thật đối đãi hắn, hắn sẽ dùng thành thật đối đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi chơi hung ác với hắn sẽ ác hơn ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Chư vị, đi thôi. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Đám người Dương Lân cũng biến mất. Cứ như vậy, 11 người lặng yên không tiếng động rời đại điện. Trong điện, tay phải Dương Liêm Sương thả lỏng phía sau, ánh mắt nhìn ngoài điện, không biết đang suy nghĩ gì. Đấu Yên Đại Lục. Đấu Yên Đại Lục là một thế giới phụ thuộc Lý Gia, ở trong tất cả thế giới của Lý Gia, xem như lớn thứ hai, lớn thứ nhất, là Lý Gia chủ thế giới. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi Lý Gia chủ thế giới, bởi vì chỗ đó là đại bản doanh của Lý Gia, không chỉ có các loại trận pháp cường đại, còn có một ít lão quái vật của Lý Gia. Bọn họ đi chủ thế giới của người ta, không thể nghi ngờ là đưa thịt tới cửa. Mà mục đích của đám người Dương Diệp, chính là Đấu Yên Đại Lục. Bởi vì Lý Gia có một bộ phận cường giả ở Đấu Yên Đại Lục, nếu như bọn họ có thể trong nháy mắt diệt những cường giả kia, Lý Gia tuyệt đối là cực kỳ tổn thương. Từng chút sơ tái, từng chút tiêu hao. Chiến, cũng phải chú ý chiến thuật. Đều là cường giả đỉnh phong, cũng không lâu lắm, mọi người đi tới Đấu Yên Đại Lục. Dùng thực lực của mọi người, tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đấu Yên Đại Lục. Nhưng thời điểm mọi người ở đây lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đấu Yên Đại Lục. Đột nhiên, trên không Đấu Yên Đại Lục xuất hiện một màn sáng cực lớn. Trận pháp. Sắc mặt đám người Dương Lân lập tức thay đổi, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người. Dương Diệp, chúng ta đợi các ngươi đã lâu rồi. Mai phục. Theo thanh âm kia nói xong, ở bốn phía Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện hơn 20 lão giả. 20 lão giả này, toàn bộ là cường giả chân cảnh. Mà nói chuyện là một trung niên nam tử này là chân cảnh tử đoạn. Nam tử trung niên chân cảnh tử đoạn kia đúng là Lý Gia đại trưởng lão, Lý Niệm Phong. Khi nhìn thấy những người này,
đám người Dương Lân có chút khó coi. Đội hình đối diện, quả thực có thể nghiền ép bọn họ. Dương Diệp, không nghĩ tới sao? Lý Niệm Phong cười nói. Dương Diệp nhìn Lý Niệm Phong, đích thực có chút không nghĩ tới. Lý Niệm Phong nói. Ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều, Dương Thuận Huynh, lại đây a. Nói xong, sau lưng Dương Diệp, một lão già ồ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Lý Niệm Phong. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Dương Lân vô cùng khó coi. Dương Thuận, đi cương ra giới luật điện phó điện chủ, ở Dương gia, là nhân vật thực quyền. Nhưng hắn lại phản bội Dương gia. Vì cái gì? Dương Lân gắt gao nhìn Dương Thuận. Dương Thuận trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Dương Lân huynh, Tiêu gia chủ chết thảm, hạng lão tổ bị hủy thân thể, trong gia tộc, vô số cường giả biến mất, người cảm thấy, giờ phút này Dương gia thật sự còn có tương lai sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hắn cùng với Dương tiểu thư, đích thực là kỳ tài ngút trời, nhưng người cảm thấy, đám người Doanh gia sẽ để cho hai người bọn họ lớn lên sao? Sẽ không, đám người Doanh gia sẽ không để cho hai người bọn họ lớn lên. Cho nên, Dương gia căn bản đã không có tương lai. Dương Lân nhìn Dương Thuận. Ngươi là người Dương gia. Dương Thuận lạnh nhạt nói. Ở không lâu sau, trên đời khả năng sẽ không có Dương gia. Dương Lân còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại khoát tay áo, hắn nhìn về phía Dương Thuận. Người, cả đời này, không có khả năng không phạm sai lầm. Có chút sai, là không có cơ hội hối cải. Nhưng có chút sai, là có thể hối cải. Người bây giờ sai, có thể hối cải. Quay đầu lại, còn có một đường sinh cơ. Dương Thuận nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không thể quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại. Hắn cứng rắn nói. Đột nhiên hai mắt trợn lên, ở trong mắt hắn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này Dương Diệp nói. Đã không thể quay đầu lại, vậy thì mất đầu a. Thoáng qua, một hồi nhẹ gió thổi tới, đầu Dương Thuận nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, sắc mặt đám người Lý Niệm Phong ngưng trọng lên. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, bọn họ cũng không có chứng kiến. Kể cả Lý Niệm Phong. Hắn là cảm nhận được một điểm, nhưng không mãnh liệt, thế cho nên để hắn tưởng rằng ảo giác. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Đúng lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên vung lên, trong chốc lát, không gian chung quanh đám người Lý Niệm Phong đột nhiên rung rung, ngay sau đó, 10 tên cường giả chân cảnh xuất hiện ở bốn phía. 10 tên cường giả chân cảnh này, đúng là cường giả Dương gia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người Lý gia càng thêm khó coi. Lý Niệm Phong gắt gao nhìn Dương Diệp. Các ngươi sớm biết Dương Thuận là người của chúng ta. Dương Diệp lắc đầu, môi hắn giật giật, Lý Niệm Phong cho rằng Dương Diệp muốn nói gì, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, cổ khí thế này làm cho không gian chung quanh run lên kịch liệt. Rất nhanh, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh. Mà trong tràng, thân thể Lý Niệm Phong lại cứng ngắc. Thoáng qua, đầu Lý Niệm Phong từ trên cổ rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Lý gia sắc mặt đại biến, giờ phút này, trong lòng bọn họ khiếp sợ đã đến tột đỉnh. Còn chưa đánh, liền bị giết hai chân cảnh. Mà trong đó, có một gã là chân cảnh tứ đoạn. Chân cảnh tứ đoạn, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên vung tay lên. Giết toàn bộ. Một tên cũng không để lại. Nói xong, đám người Dương Lân quyết đoán ra tay. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, giờ phút này, hắn đã không cách nào xuất thủ. Sát na nhất kiếm, uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Giờ phút này, huyền khí trong cơ thể hắn đã thấy đáy. Nhưng giờ phút này không cần hắn ra tay, bởi vì chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, sẽ cho những cường giả Lý gia kia một loại cảm giác áp bách vô hình. Những người kia, tuy đang cùng đám người Dương Lân giao thủ, nhưng một bộ phận tinh lực đều ở trên người hắn. Ai cũng sợ Dương Diệp đột nhiên xuất kiếm. Loại tình huống này, những cường giả Lý gia kia tự nhiên đánh không lại đám người Dương Lân. Chưa tới một canh giờ, 20 cường giả chân cảnh của Lý gia toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Mà bên Dương gia, thì hy sinh 3 cường giả chân cảnh. 3 chân cảnh đổi 20 tên, đã cực kỳ đáng giá.
Đây cũng là vì cuối cùng huyền khí của Dương Diệp khôi phục, bằng không thì bên Dương gia sẽ chết nhiều hơn. Nhìn ba thi thể cường giả Dương gia trước mặt, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Mang bọn hắn về gia tộc hảo hảo an táng, con cháu ba người bọn họ, về sau trọng điểm chiếu cố. Dương Lân khẽ gật đầu, sau đó thu thi thể ba người vào, ngay sau đó, hắn nhìn về phía những thi thể cường giả Lý gia kia nói. Những người này thì sao? Dương Diệp nhìn những thi thể của cường giả Lý gia, sau đó nói. Cắt đầu bọn họ, sau đó xuyên thành mứt quả đưa đến Lý gia, nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nghe được Dương Diệp nói, đám người Dương Lân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Dương Lân cười khổ. Dựa theo hắn nói làm. Kỳ thật, hắn là không quá muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy, không thể nghi ngờ là chọc giận Lý gia. Nhưng hắn cũng biết, Dương Diệp không để ý những cái này, Dương Diệp muốn chính là trấn nhiếp Lý gia. Không chỉ trấn nhiếp Lý gia, còn có thế gia còn lại. Quả nhiên, sau khi Dương gia đưa đầu đến Lý gia, toàn bộ trung thiên vũ trụ khiếp sợ. Dương gia bắt đầu phản kích rồi. Những thế gia kia biết rõ Dương gia sẽ phản kích, bởi vì bọn họ biết rõ, Dương gia không có khả năng ngồi chờ chết. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Dương gia phản kích ác liệt như thế, trực tiếp tiêu diệt nhiều cường giả Lý gia như vậy, hơn nữa còn đưa những đầu người kia đến Lý gia. Đây là khiêu khích. Trần trụi trắng trợn khiêu khích. Đồng thời, mọi người còn hiểu rõ một chút, chính là tuy hiện tại tình cảnh của Dương gia không tốt, có rất nhiều thế gia, kể cả Doanh gia đánh chủ ý Dương gia, nhưng Dương gia cho ra thái độ là, Dương gia chúng ta không sợ. Đây cũng là nguyên nhân Dương Diệp để Dương Lân mang đầu cường giả Lý gia đến Lý gia. Hắn chính là muốn nói cho thế nhân, Dương gia chúng ta không sợ. Bởi vì thủ đoạn Dương Diệp huyết tinh, tất cả thế gia bắt đầu thu liễm. Mặc dù không có nhường lại những thế giới kia của Dương gia, nhưng lại không có tiếp tục lấn chiếm thế giới khác của Dương gia. Tuy những thế giới kia, cường giả Dương gia đều đã rút lui, nhưng không ai đi chiếm lĩnh. Hiện tại Dương gia gia chủ là Dương Liêm Xương, đối với Dương Liêm Xương, những thế gia kia vẫn còn hiểu rõ. Đây là một nữ nhân có phách lực, có thực lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Diệp. Dương Liêm Xương có phách lực, có thủ đoạn, cũng có thực lực, nhưng nàng không điên. Mà Dương Diệp, người này chính là tên điên triệt để. Nói những thế gia kia kiêng kỵ Dương gia, không bằng nói là kiêng kỵ Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Liêm Xương cực kỳ tín nhiệm Dương Diệp, hơn nữa để Dương Diệp ở Dương gia có quyền lợi rất lớn, tuy Dương gia bởi vì nội chiến, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao vẫn có chút nội tình. Dương gia tăng thêm Dương Diệp, không có người không kiêng kỵ. Tuy kiêng kỵ, nhưng bọn họ sẽ không lùi bước. Bây giờ Dương Diệp là một con sói điên còn nhỏ, nếu để cho hắn hoàn toàn lớn lên, khi đó, thế gia còn lại nhất định sẽ sống trong run sợ. Hơn nữa khối thịt mỡ Dương gia này, bọn họ cũng không muốn buông. Lợi ích, ngoại trừ không muốn ngày sau hai vị thiên tài của Dương gia hoàn toàn lớn lên, còn có lợi ích, khối thịt Dương gia quá béo, tăng thêm hiện tại lại là thời điểm Dương gia suy yếu nhất từ trước tới nay, bởi vậy bọn họ không có khả năng buông. Vì vậy, ở sau khi Dương Diệp giết chết cường giả Lý gia hai canh giờ, Doanh gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, còn có Tần gia đột nhiên đối ngoại tuyên bố tạm thời kết minh. Hơn nữa đã đạt thành một hiệp nghị, gọi là hiệp nghị bảo an. Công thủ đồng minh. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Trừ cái đó ra, đám người Doanh gia còn bắt đầu điên cuồng đối ngoại tuyên truyền Dương gia xâm lược Lý gia, hơn nữa Dương Diệp làm những chuyện như vậy phóng đại gấp 10 lần. Ví dụ như, Dương Diệp ở đấu nhân đại lục không chỉ giết cường giả Lý gia, còn tàn sát đấu nhân đại lục, trong đó có mấy ngàn vạn người đã bị chết ở trong tay Dương Diệp cùng cường giả Dương gia. Bởi vậy Dương Diệp còn có một ngoại hiệu, Dương Ma Đầu. Trừ cái đó ra, còn nói Dương Diệp và Dương Liêm Xương muốn xưng bá toàn bộ trung thiên vũ trụ. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp cùng Dương gia dần dần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại, rất nhiều người ở trung thiên vũ trụ đối với Dương Diệp cùng Dương gia, ấn tượng là cực kỳ không tốt. Đối với đám người Doanh gia vụ oan, Dương gia căn bản không có phương pháp xử lý. Bởi vì mấy thế gia thêm cùng một chỗ, hoàn toàn đã khống chế dư luận. Hiện tại, tình cảnh của Dương gia càng thêm không tốt. Trong thiên cơ điện, cường giả Dương gia đều ở đây, Dương Diệp cũng có mặt. Trong điện, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt của Dương Liêm Xương rơi vào trên người Dương Diệp.
Đối với những người kia của Trung Thiên Vũ Trụ dư luận không tốt với Dương gia chúng ta, người thấy thế nào? Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Kỳ thật, mọi người đối với Dương Diệp, trong lòng vẫn còn có chút kính nể. Thời điểm Dương Diệp cùng Dương gia là địch, bọn họ rất đau đầu, nhưng thời điểm Dương Diệp cùng Dương gia đứng chung một chiến tuyến, hắn làm những chuyện như vậy, lại làm cho bọn họ rất thoải mái. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liêm Sương mỉm cười. Đều là hổ giấy. Dương Diệp. Như Dương Liêm Sương nói, những dư luận không tốt đối với Dương gia kia, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Bởi vì những thứ này đều là hư. Bọn họ chân chính muốn để ý chính là đám người Doanh gia liên minh. Lúc này Dương Liêm Sương nói. Ngay từ đầu, đám người Doanh gia chỉ là ở sau lưng ra tay với chúng ta, không có quang minh chính đại. Nhưng hiện tại, bọn họ đã kéo xuống mặt nạ của mình. Cho nên tình cảnh hiện tại của chúng ta Dương gia, không cần ta nói, có lẽ mọi người đều hiểu. Rõ. Mọi người khẽ gật đầu, hiện tại tình cảnh của Dương gia, so với trước còn không tốt. Trước đó, đám người Doanh gia không có công nhiên tuyên chiến, nhưng hiện tại, bọn họ liên minh, chờ đợi chính là tuyên chiến. Dương Liêm Sương lại nói. Ta không sợ đối thủ như thần, nhưng ta sợ đồng đội như heo. Sự tình Dương Thuận, ta không hy vọng phát sinh lần nữa. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, chư vị ở đây, sẽ không đi con đường của hắn, Dương Lân lắc đầu. Hắn là bị ma quỷ ám ảnh. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chỉ cần Dương gia chúng ta đoàn kết một lòng, không cần sợ bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, đoàn kết là cực kỳ trọng yếu. Tuy Dương gia không bằng đám người Doanh gia, nhưng chỉ cần Dương gia đoàn kết, đám người Doanh gia liền không có khả năng đơn giản tiêu diệt Dương gia. Trừ khi đối phương xuất động tất cả cường giả. Nhưng bọn họ không dám. Bởi vì tuy những thế gia kia liên minh, nhưng bọn họ không thể nào làm được hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thế gia, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Còn nữa, một bên còn có Khô gia cùng Vũ gia. Cho nên, từng thế gia khẳng định đều giấu lực lượng. Cái này đã chú định bọn họ không cách nào chân chính làm được đồng tâm hiệp lực để đối phó Dương gia. Mà cái này, chỉ là cơ hội của Dương gia. Lúc này, Dương Liêm Sương nói. Chư vị đi xuống trước đi, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Mọi người khẽ gật đầu, xoay người rời đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Ngươi đối với tương lai Dương gia thấy thế nào? Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp nói. Ta không ngươi quá nhiều, ngươi thì sao? Dương Liêm Sương đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Bất kể là ngươi hay ta, nếu như chúng ta buông người nhà, buông Dương gia, chuyên tâm tu luyện, ta tin tưởng, sau 10 năm, Trung Thiên Vũ Trụ không có người là đối thủ của chúng ta. Nhưng, nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Trách nhiệm. Thời điểm ta quyết định làm Dương gia gia chủ, Dương gia là trách nhiệm của ta. Mà trách nhiệm của ngươi là bảo vệ vợ con của ngươi. Ngươi cùng ta, đều là người trong hồng trần, không cách nào làm đến chuyên tâm võ đạo như một ít người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người sống cả đời, nếu như không có thân nhân làm bạn, cho dù vô địch, ta cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là ngươi, lúc trước Dương gia xem như thua thiệt ngươi, vì sao ngươi phải coi Dương gia là trách nhiệm của mình? Dương Liêm Sương nói, những người đi theo ta kia, Dương gia có rất nhiều người đi theo ta, nếu như ta rời khỏi, nếu như ta buông tay, bọn họ làm sao bây giờ? Thiên phú, thực lực của ta và ngươi, thiên hạ to lớn có thể đi, ai cũng không lưu được. Nhưng bọn họ không được. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, ngươi là một người đặc biệt. Dương Liêm Sương cười nói, ngươi cũng thế, nói thực ra, nếu ngươi ở quê quán của ta. Dùng tính cách của ngươi, chậc chậc. Quê quán của ngươi. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Không có gì, nếu như ta không đoán sai, đám người Doanh gia gần đây có lẽ sẽ có động tác. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng xoay người rời đại điện. Trong điện, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó trở về trong phủ, lúc này Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi đang ở trong nội viện chơi đùa. Nhìn Tuyết Nhi ở phía xa đang chơi vui vẻ, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Hắn không để cho Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi ở trong Hồng Mông Tháp, bởi vì nếu như Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm ở trong Hồng Mông Tháp lớn lên,
như vậy đối với các nàng là cực kỳ bất lợi. Đầu tiên, trong Hồng Mông Tháp quá buồn tẻ, hai tiểu gia hỏa nhất định ở không lâu, tiếp theo, cũng là một điểm trọng yếu nhất. Người, là động vật ở chung, làm cho các nàng rời xa nhân loại, cái này đối với các nàng ngày sau phát triển cực kỳ không tốt. Nhìn Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm một hồi, Dương Diệp đi vào tầng thứ hai Hồng Mông Tháp. Tầng thứ hai, ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa, còn có hai tiểu cô nương, hai tiểu cô nương này dĩ nhiên là Tiểu Thiên cùng Tiểu Thất. Người đã đến rồi. Tiểu Thiên nói khẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Thất. Sắp tỉnh chưa? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Gần đây tay của nàng thường động, nếu như ta không đoán sai, có lẽ nàng sắp tỉnh. Nhưng gì? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên trầm giọng nói. Cho dù tỉnh lại, tình huống của nàng cũng có chút hỏng bét. Bởi vì nàng không có thân thể, mà linh hồn thể lại nhận lấy cắn trả thật lớn. Tăng thêm linh hồn thể nàng ở bên ngoài quá lâu, cho nên nếu như nàng không thể mau chóng khôi phục thân thể, đến lúc đó nàng khả năng sẽ chết. Hơn nữa, còn là hồn phi phách tán. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp khẽ biến. Ngưng trọng như vậy. So với nàng nói còn ngưng trọng hơn. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Tiểu tử, người phải mau chóng đưa nha đầu kia về nhà của nàng, bằng không thì nha đầu kia thật sự sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà một khi nàng chết, tiểu tử ngươi phiền toái liền lớn lắm. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Vì cái gì? Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Bởi vì nha đầu này thân phận rất đặc thù, dù sao coi như là chủ nhân của ta, cũng phải cho cha nàng ba phần mặt mũi. Mà cha của nha đầu kia sủng ái nàng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho nên, tiểu tử ngươi nhanh đưa nàng về nhà nàng đi. Đi theo nàng, ta có chút chờ đợi lo lắng. Dương Diệp cau mày nói. Thân phận nàng rất dọa người. Đâu chỉ dọa người. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Ngươi biết không, nếu như ngoại nhân trộm tháp này, đối phương chết sớm trăm lần. Không riêng gì tháp này, ta cũng sẽ ra tay với đối phương. Nhưng nhà đầu kia trộm, đó là trộm công khai. Không chỉ trộm công khai, ta cùng với cái tháp kia còn phải ra tay bảo hộ nàng. Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Thật sự, nếu như nàng chết, tiểu tử ngươi sẽ xong đời theo. Bởi vì nha đầu này là vì bảo hộ ngươi, mới khiến cho mình bị cắn trả. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Thất ngủ say ở trên giường. Hắn sẽ đưa Tiểu Thất trở về, không phải vì sợ phụ thân của Tiểu Thất tìm hắn phiền toái, mà là hắn đã đáp ứng Tiểu Thất, cũng đã đáp ứng lão giả đạo bào. Nhiều khi, người có thể vô sỉ, có thể nói không giữ lời. Nhưng có hứa hẹn, cho dù sẽ trả giá tánh mạng, hắn cũng sẽ đi thực hiện. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi thì sao, ngươi bây giờ là linh hồn thể, có lẽ không có sao chứ? Tiểu Thiên mỉm cười. Ta tự nhiên vô sự, không cần lo lắng cho ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Thất trên giường, nói khẽ. Ta chờ ngươi tỉnh lại, sau đó mang ngươi về nhà. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn không có tu luyện pháp tắc cùng kiếm kỹ, mà là tu luyện cảnh giới. Hắn bây giờ là trí cảnh với hắn mà nói, xa xa không đủ, thực lực càng mạnh, đối mặt người cùng sự tình sẽ không giống. Mà hiện tại hắn đối mặt, đều là cường giả chân cảnh bình thường hắn tự nhiên không sợ, nhưng chân cảnh lục đoạn, hắn bây giờ còn chiến không lại. Nhưng đám người doanh gia, thế ra nào không có lão quái vật? Những lão quái vật này, sẽ không dễ dàng rời núi, bởi vì bọn hắn đều là át chủ bài của từng gia tộc. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không ra. Nhưng không dễ dàng đi ra không có nghĩa là sẽ không ra. Mà một khi đối phương đi ra, lại không chỉ một, khi đó hắn làm sao đối phó? Tăng thực lực lên. Trước kia, hắn rất thiếu thời gian đi tu luyện, đi tìm hiểu. Nhưng hiện tại hắn có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, dùng để tìm hiểu kiếm đạo. Đột phá chân cảnh. Hiện tại mục đích của hắn chính là đột phá chân cảnh. Chỉ cần hắn đạt tới chân cảnh, thực lực của hắn đạt được biến chất, lúc kia, thực lực chỉnh thể của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cảnh giới, pháp tắc, kiếm đạo. Ba cái này là thực lực căn bản của hắn, pháp tắc, kiếm đạo, hiện tại hắn đã đến bình cảnh, thời gian ngắn khó có thể đạt được nâng cao. Cho nên hiện tại hắn chỉ có nâng cao cảnh giới.
Nếu như là người khác, muốn tăng lên tới chân cảnh, kia là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, không có khó như vậy. Bởi vì hắn đã sớm lĩnh ngộ chân. Chân cảnh, chú ý chính là một chữ chân. Chí cảnh là chỉ ở một phương diện đạt đến cực hạn, bởi vậy cái này dễ đến. Mà chân, nói đơn giản một chút, chính là tướng mạo sẵn có của vạn vật, chính là phản pháp quy chân. Tuy hắn hiểu được cái gì gọi là chân, nhưng đó cũng không phải nói hắn lập tức có thể trở thành cường giả chân cảnh. Đây cũng là cần một quá trình, mà quá trình này, không có đơn giản như vậy. Mà thời điểm Dương Diệp tu luyện, Trung Thiên Vũ Trụ lần nữa xảy ra một đại sự. Cái đại sự này, chính là đám người Doanh gia bắt đầu hạ thủ với Dương gia. Dương gia vốn có mấy ngàn trung thế giới, mấy chục đại thế giới, nhưng hiện tại, Dương gia đã mất đi một nửa. Mất đi những thế giới kia, tự nhiên đều rơi vào trong tay đám người Doanh gia. Mà Dương gia, lại không có một chút đáp lại, không chỉ không đáp lại, Dương gia còn triệu hồi tất cả cường giả về Thiên Hư Đại Lục. Cái này làm cho ngoại nhân cảm thấy Dương gia sợ rồi. Đám người Doanh gia tự nhiên là càng khoa trương. Mỗi một khắc, mỗi một hơi, Dương gia sẽ có một thế giới mất đi. Trong Thiên Cơ Điện, tất cả cường giả Dương gia đều ở đây. Trong điện trầm mặc hồi lâu, Dương Lân đứng dậy, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không cầu hỏa a? Một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, khi thấy người nói chuyện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì nói chuyện dĩ nhiên là Dương Diệp. Cầu hòa. Dương Diệp lại muốn cầu hòa. Giờ phút này mọi người có chút mộng. Bởi vì, Dương gia không có khả năng muốn đi cầu hòa nhất chính là Dương Diệp, mà bây giờ, hắn lại yêu cầu cầu hòa. Rất không bình thường. Lúc này, Dương Diệp đi tới trong điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói. Như thế nào, rất kinh ngạc. Mọi người khẽ gật đầu, Dương Diệp cười nói. Đây không phải suy nghĩ của rất nhiều người trong các ngươi sao. Mọi người trầm mặc, bởi vì Dương Diệp nói không sai, trong bọn họ, có rất nhiều người đang có ý cầu hòa, bởi vì theo bọn họ, Dương gia căn bản không cách nào đồng thời đối kháng đám người Doanh gia. Như vậy xuống dưới, Dương gia sớm muộn gì cũng bại. Nhưng bởi vì Dương Diệp và Dương Liêm Xương, không người nào dám nói ra. Lúc này, Dương Diệp nói. Chư vị, ta hiểu rõ ý của các ngươi, cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng lui một vạn bước mà nói. Cho dù chúng ta cầu hòa, các ngươi cảm thấy đám người Doanh gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu. Sẽ không đâu, thế ra, dùng lợi ích làm trọng, cũng càng tham lam. Dương gia hiện tại, là thời điểm chúng ta yếu nhất, bọn họ sẽ không buông tha cho cơ hội này. Càng sẽ không để cho Dương gia chúng ta có cơ hội quật khởi. Cho nên, cầu hòa, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Vậy sau đó Dương gia chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, một lão giả đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn lão giả kia, sau đó cười nói. Hỏi thật hay, nhưng vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, cái này chủ yếu vẫn phải xem ý tứ của gia chủ chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương lạnh nhạt nói. Đã không thể cầu hòa, vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến. Nhưng chiến như thế nào, đó là một vấn đề. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Hèn mọn bỉ ổi chiến. Như thế nào là hèn mọn bỉ ổi? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp nói. Không phải chính đạo là hèn mọn bỉ ổi. Mí mắt Dương Liêm Xương hơi nhảy. Ngươi nói giống như chưa nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Thực lực chỉnh thể của chúng ta, hoàn toàn không bằng bọn họ, nếu như theo chân bọn họ liều mạng. Cho dù đấu một nhà trong đó, chúng ta thắng, đó cũng là thắng thảm, cho nên chúng ta chỉ có thể hèn mọn bỉ ổi. Mà cái hèn mọn bỉ ổi này, chính là giết người bỏ chạy. Giết người bỏ chạy. Dương Liêm Xương cau mày. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này đây, không cần mang cường giả Dương ra đi, chỉ cần ta và ngươi đi là được. Không được. Đúng lúc này Dương Lân nói. Hai người các ngươi là trụ cột của Dương gia ta, nếu có ngoài ý muốn. Dương gia ta vạn kiếp bất phục. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dương Diệp và Dương Liêm Xương, tuyệt đối không thể đồng thời xảy ra vấn đề.
bằng không thì, Dương gia thật sự xong. Dương Diệp nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chỉ có ta cùng với Liêm Sương mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào những thế gia kia, hơn nữa sau khi giết người toàn thân trở ra. Hơn nữa, chúng ta còn có một tiên cơ, cái tiên cơ này, là cơ hội của chúng ta. Chính là lúc này, lão quái vật của những thế gia kia còn chưa đi ra. Chỉ có lúc này, chúng ta mới có thể dùng lực lượng mạnh nhất đi đối phó lực lượng yếu nhất của bọn họ. Dương Lân còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Liêm Sương lại nói. Hắn nói rất đúng, những gia tộc kia còn không có gặp được nguy cơ diệt tộc, bởi vậy những lão quái vật của bọn họ sẽ không ra. Mà lúc này, đúng là thời điểm chúng ta tiêu hao bọn họ, giống như tiêu hao Lý gia. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Sau khi trầm mặc, Dương Huyên đột nhiên đứng dậy nói. Vạn nhất bọn họ tập hợp tất cả lực lượng, phát động tiến công với Thiên Hư Đại Lục chúng ta thì sao? Lúc này, Dương Diệp nói. Ngày đó, sớm muộn sẽ đến, cho nên chúng ta phải ở trước khi ngày đó đến, tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Hiện tại, bọn họ vừa liên minh, khẳng định còn cần mài giũa, mà thời gian bọn họ mài giũa, chính là thời điểm chúng ta tiến công tốt nhất. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nàng khẽ gật đầu, không có nói chuyện. Đám người Dương Lân cũng không nói gì. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Chừng nào thì bắt đầu. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vậy thì hiện tại a? Dương Liêm Sương nói. Chính hợp ý ta. Dương Diệp cười nói. Cứ như vậy, Dương Diệp và Dương Liêm Sương lặng yên không một tiếng động đi ra Thiên Hư Đại Lục. Nhưng người biết cực kỳ ít, chỉ có cường giả chân cảnh Dương gia mới biết được. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp và Dương Liêm Sương tựa như sao băng xuyên thẳng qua. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt bỏ Dương Liêm Sương ở sau lưng, nhưng sau một khắc, Dương Liêm Sương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương một cái, sau một khắc, tốc độ hắn lần nữa nhanh hơn, giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến làm không gian vỡ vụn. Đây là tốc độ nhanh nhất của hắn. Nhưng Dương Liêm Sương vẫn ở bên cạnh hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thả chậm tốc độ, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Không nghĩ tới, tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Dương Liêm Sương lắc đầu nói. Tốc độ của ngươi và ta, đều không nhanh, phải nói rất chậm. Ngươi biết trên thế giới này cái gì tốc độ nhanh nhất không? Cái gì? Dương Diệp hỏi. Ánh sáng. Dương Liêm Sương nhìn về phía đoàn hỏa diễm cực lớn ở sâu trong vũ trụ kia. Tốc độ của nó là nhanh nhất, ít nhất hiện nay đã biết là nhanh nhất. Tốc độ của người ta, vượt qua tốc độ âm thanh truyền bá, nhưng so với tốc độ của nó, còn kém rất nhiều. Dương Diệp nhìn đoàn hỏa diễm cực lớn kia, sau đó nói. Có cường giả tốc độ nhanh hơn nó không? Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Tự nhiên là có, nhưng loại cường giả này, có lẽ rất ít. Bởi vì thời điểm tốc độ một người siêu việt ánh sáng, như vậy rất có thể nghịch chuyển tương lai. Nghịch chuyển tương lai. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói. Đây là một lý luận ở quê quán ta, thời điểm tốc độ một người siêu việt ánh sáng, vậy hắn vô cùng có khả năng chứng kiến bộ dáng của mình trong tương lai. Dương Diệp cau mày. Điều này sao có thể? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Rất có khả năng, nhưng muốn tốc độ siêu việt ánh sáng, rất khó. Ít nhất, trong các cường giả ta thấy, không ai có thể làm được. Nhưng chúng ta có thể lấy nó làm mục tiêu của chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như thế có thể, đúng rồi, tốc độ ánh sáng này nhanh đến trình độ nào? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Mỗi giây 900.000 dặm. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Ít hầu Dương Diệp lăn lăn, sau đó nói. Cái này, quá điên cuồng. Mỗi giây 900.000 dặm. Phải biết, tốc độ của hắn bây giờ, mỗi giây không sai biệt lắm chỉ hơn 10 vạn dặm mà thôi. Đây là hắn gia trì vài loại lực lượng pháp tắc, mà tốc độ ánh sáng, vậy mà mỗi giây 900.000 dặm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đoàn hỏa diễm cực lớn kia, sau đó hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Làm sao ngươi biết tốc độ của nó? Trên sách nói. Dương Liêm Sương nói. Trên sách nói chuẩn xác không? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói.
mặc dù đại bộ phận đều là nói hưu nói vượt, nhưng có vẫn có thể tin tưởng. Dương Diệp lại nói, ngươi mới vừa nói quê quán của ngươi không phải Trung Thiên Vũ Trụ sao? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Vậy ở đâu? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, một địa phương so với ở đây nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cường giả nhiều không? Dương Diệp hoàn toàn trở thành một bảo bảo hiếu kỳ. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, một địa phương so với ở đây nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cường giả nhiều không? Dương Diệp hoàn toàn trở thành một bảo bảo hiếu kỳ. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, cường giả cũng không phải nhiều, nhưng có chút đồ chơi còn rất lợi hại. Cái đồ chơi gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, một loại đồ chơi có thể nổ tung, kỳ thật, hiện tại ta rất muốn lấy mấy quả như vậy đến, nếu như ném mấy viên vào doanh gia, hắc hắc, sẽ xuất hiện thiệt nhiều mây hình nấm. Thuộc về cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là siêu việt chân cảnh. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương một cái. Ngươi nói như vậy, ta đối với quê quán của ngươi ngược lại có chút hiếu kỳ. Có thời gian đi xem. Dương Liêm Sương lắc đầu. Ngươi vẫn là đừng đi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ngươi đi, ta sợ ngươi làm cho quê quán của ta không còn. Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Kỳ thật, ngươi sẽ không thích chỗ đó. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói. Bởi vì chỗ đó, ăn có độc, uống cũng có độc, linh khí càng ít đến thương cảm, không chỉ linh khí ít đến thương cảm, ngay cả không khí cũng có độc. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói. Vậy người ở quê quán các ngươi thật lợi hại, lại có thể ở loại hoàn cảnh này sống sót. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta cũng thấy như vậy. Dương Diệp không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nhìn bốn phía, sau đó nói. Lúc này đây, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi nhà nào? Dương Liêm Sương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Doanh gia. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì cái gì? Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Sau khi doanh gia cùng mấy thế gia kết minh, lúc này đây, chúng ta tính toán là lần đầu tiên phản kích, đã là lần đầu tiên phản kích, tự nhiên phải đánh ra khí thế. Cũng chỉ có trước làm tàn doanh gia, mới có thể tạo thành uy hiếp cho những thế gia còn lại kia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trong lòng ngươi cũng hẳn là chọn doanh gia a. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng ta không có nghĩ nhiều như ngươi. Sở dĩ tuyển doanh gia, là vì ta nhìn bọn họ khó chịu. Vốn thế giới rất hòa bình, chính là hắn một ngày dám nhiều, làm ra nhiều chuyện như vậy, cho nên trước giết chết hắn. Dương Liêm Sương. Doanh gia. Doanh gia chủ thế giới tên Thiên Hoang Đại Lục, ở vào giải đất trung tâm của Trung Thiên Vũ Trụ. Thiên Hoang Đại Lục, có thể nói là đại lục phồn hoa nhất toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Quy mô của nó, cũng là lớn nhất trong tất cả đại lục của Trung Thiên Vũ Trụ. Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành là thành thị lớn nhất Thiên Hoang Đại Lục, cũng là tổng bộ doanh gia. Sáng sớm, Thiên Hoang Thành vốn bình tĩnh xuất hiện một chuyện không bình thường, bởi vì doanh gia có hai cường giả chân cảnh không thấy. Hai cường giả chân cảnh này biến mất cực kỳ quỷ dị, mà thời điểm doanh gia bắt đầu tìm kiếm hai người này, doanh gia càng ngày càng nhiều cường giả chân cảnh không thấy. Đến lúc giữa trưa, doanh gia đã có 7 cường giả chân cảnh không thấy rồi, lúc này, doanh gia biết rõ sự tình không bình thường. Thiên Hoang Điện. Trong điện, giờ phút này một ít nhân vật trọng yếu của doanh gia đều ở đây, ngồi ở chủ vị là doanh gia gia chủ Doanh Khánh. Phía trên, Doanh Khánh nói. Đã tìm được chưa? Phía dưới, một lão giả áo bào đen lắc đầu. Hai mắt Doanh Khánh nhíu lại. Có người ra tay với doanh gia ta. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc chìm xuống, ra tay với doanh gia. Ai dám ra tay với doanh gia? Ở Trung Thiên Vũ Trụ, thực lực doanh gia không hề nghi ngờ là mạnh nhất, đương nhiên, cái này trừ Khô gia thần bí. Nhưng coi như là Khô gia, cũng không dám khinh địch ra tay với doanh gia. Về phần thế gia khác, vậy thì càng không dám. Chẳng lẽ là Dương gia? Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Dương gia. Hiện tại doanh gia cũng chỉ có mâu thuẫn với Dương gia, mà lấy tính cách của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, rất có thể làm ra loại chuyện này. Đặc biệt là Dương Diệp, tên này là người điên a.
Trong chàng, trầm mặc một hồi, Doanh Khánh nói. Để cho tất cả cường giả chân cảnh của Doanh gia ta về Thiên Hoang Điện. Còn có, mở ra Thiên Hoang Đại Trận, phong tỏa toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Theo mệnh lệnh của Doanh Khánh truyền ra, tất cả cường giả chân cảnh của Doanh gia đều rút lui về Thiên Hoang Điện. Cùng lúc đó, ở trên không toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, xuất hiện một màn sáng màu vàng nhạt, màn sáng này, bao trùm cả Thiên Hoang Đại Lục. Thiên Hoang Thành. Trong một góc vắng vẻ, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp nói. Người của bọn hắn đều tụ tập, không dễ hạ thủ. Dương Diệp nói. Đã không thể giết người, vậy thì phóng hỏa a. Phóng hỏa, phóng như thế nào? Dương Liêm Sương khó hiểu. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Đi theo ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong lòng đất. Dương Liêm Sương không do dự, lập tức theo xuống dưới. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, rất nhanh, hai người tới địa tâm, chính là thế giới nham thạch nóng chảy. Dương Liêm Sương nhìn những nham thạch nóng chảy xung quanh, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cười nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ngươi muốn kíp nổ những nham thạch nóng chảy này, khiến nham thạch nóng chảy lao ra lòng đất. Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Cái này đối với cường giả chân cảnh của Doanh gia mà nói, không có uy hiếp gì quá lớn. Cường giả chân cảnh, đừng nói nham thạch nóng chảy, coi như ở trong nham thạch nóng chảy tắm rửa cũng không có chuyện gì. Dương Diệp nói, nếu như địa tâm hư hao, nham thạch nóng chảy lao ra trên mặt đất, Doanh gia sẽ như thế nào? Con mắt Dương Liêm Sương sáng ngời. Bọn họ sẽ phái người tới thu thập. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bọn họ tụ ở cùng một chỗ, chúng ta giết không được. Nhưng chỉ cần tách ra, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, không có bất kỳ cường giả chân cảnh nào chống đỡ được chúng ta. Vạn nhất chân cảnh lục đoạn của Doanh gia ra tay thì sao? Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Sợ hắn cái búa, cũng không phải không có giết qua. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Là cái nam nhân. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không nhiều lời, làm việc. Nói xong, tay trái hắn nắm chặt kiếm gỗ, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, thoáng qua, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang từ địa tâm phóng lên trời. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, không đến mấy hơi đã chạy ra mặt đất, sau đó thẳng vào mây xanh. Theo đạo kiếm quang này xuất hiện, đại địa đột nhiên nứt ra một lỗ hổng cực lớn. Ngay sau đó, vô số nham thạch nóng chảy từ trong lỗ hổng tràn ra. Mà 10 hơi thở sau, ở bên ngoài mấy vạn dặm, lại một đạo kiếm quang vang lên. Cứ như vậy, từng lỗ hổng cực lớn xuất hiện ở trên đại địa, vô số nham thạch nóng chảy không ngừng từ lòng đất tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục người người khiếp sợ. Trong Thiên Hoang Điện, tất cả cường giả Doanh gia thần sắc vô cùng khó coi, hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ. Dương Diệp vậy mà sẽ chơi chiêu này. Hắn đây là đang bước chúng ta đi ra ngoài. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Nếu chúng ta đi ra ngoài thanh lý những nham thạch nóng chảy kia, chính hợp hắn ý. Bởi vì dùng thực lực của hắn, trong chúng ta, có rất ít người có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Nhưng nếu không đi ra, những nham thạch nóng chảy kia cho dù hủy không được Thiên Hoang Đại Lục, cũng sẽ làm Thiên Hoang Đại Lục bị thương căn bản. Hơn nữa, nếu không đi ra ngoài ngăn cản, còn không biết tên kia sẽ làm ra chuyện điên khùng gì. Đi hay không đi? Đây là vấn đề cường giả Doanh gia xoắn suýt. Lần thứ nhất, bọn họ phát hiện, Dương Diệp này rất phiền toái, cực kỳ phiền toái. Vốn là, tuy thực lực của Dương Diệp cũng làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, nhưng trong lòng bọn họ, Dương Diệp mạnh cũng không cách nào đối kháng toàn bộ Doanh gia. Bởi vì Dương Diệp không có khả năng một cái đánh 10 cái. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, thời điểm Dương Diệp không chọn chính diện giao thủ, mà hèn mọn bỉ ổi, bọn họ lại một biện pháp cũng không có. Dương Diệp không đáng sợ chính là Dương Diệp hèn mọn bỉ ổi. Trong chàng, trầm mặc khoảnh khắc, Doanh Khánh nói. Nếu 10 người một tổ, đi ra ngoài phòng ấn những đại địa kia, gặp phải hắn, không nên ham chiến, chỉ cần phòng thủ là được, sau đó thông chi những người khác. Biện pháp này không giải quyết được gốc rễ. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Bởi vì chúng ta phong ấn không hết, Doanh Khánh khẽ gật đầu.
Ta biết rõ, các ngươi cứ việc đi làm, chuyện còn lại giao cho ta. Lão giả áo bào đen nhìn Doanh Khánh một cái, sau đó khẽ gật đầu, xoay người cùng các cường giả Doanh ra biến mất ở trong đại điện. Thiên Hoang Thành, một nơi hẻo lánh nào đó. Nhìn từng đạo khí tức cường đại từ trong Thiên Hoang Điện phóng lên trời, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Bọn họ đi ra. Dương Liêm Sương nói. Nhưng 10 người một tổ, chúng ta không cách nào ở trong thời gian ngắn đánh chết 10 tên chân cảnh. Dương Diệp cười nói. Vì sao phải đi giết bọn hắn? Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vậy ý của ngươi là gì? Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng chà chà trên mặt đất, sau đó nói. Ngươi nói đi, nếu như Thiên Hoang Thành bị hủy, có thể khiếp sợ toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ hay không? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta có chút sợ ngươi rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói. Một người, có được thực lực cường đại, cũng không quá đáng sợ chính là, người có được thực lực cường đại còn vô sỉ, không chỉ vô sỉ, còn hèn mọn bỉ ổi. Quê quán chúng ta có câu nói, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa, ta cảm thấy được, ngươi chính là loại người này. Sắc mặt Dương Diệp tối đen. Ta không có phát hiện, ngươi tổn hại người rất lợi hại a. Dương Liêm Sương mỉm cười. Không lãng phí thời gian, nói đi. Làm như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đi theo ta. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương biến mất ngay tại chỗ. Ba tức sau, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên ở trên không Thiên Hoang Thành. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ phía chân trời đánh úp lại. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia bắn vào trong Thiên Hoang Thành. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị một phân thành hai. Nhưng còn chưa kết thúc. Lại một đạo kiếm quang bắn vào Thiên Hoang Thành, trong chốc lát, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị phân làm bốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Thành sôi trào. Có người tập kích Doanh gia. Đây là ý niệm của tất cả mọi người lúc này. Nhưng ai dám tập kích Doanh gia? Dương Diệp cũng không có dừng tay, lại hai đạo kiếm khí bắn vào Thiên Hoang Thành, trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị phân thành mười mấy mảnh. Mà những cường giả Doanh gia ở bên ngoài cũng dồn dập lao về phía Thiên Hoang Thành, nhưng người trong Thiên Hoang Thành lại dồn dập trốn ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Thành hoàn toàn rối loạn. Trong ngõ ngách, Dương Diệp nhìn tường thành Thiên Hoang Thành không trọn vẹn, không biết đang suy nghĩ gì. Rút lui. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên động. Trong chốc lát. Trên tường thành xuất hiện vài chữ to, có gan ngươi chờ, ngày mai ta tiếp tục đến. Viết xong mấy chữ này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, sau đó nói. Đi. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương phóng lên trời. Rất nhanh, hai người tới trước mặt Thiên Hoang Đại Trận, nhìn Thiên Hoang Đại Trận trước mặt, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới hay ta đến? Dương Diệp nói. Là lúc ngươi bộc lộ tài năng rồi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau một khắc, tay phải nàng đột nhiên biến thành một móng vuốt đen kịt, thoáng qua, nàng một chưởng vỗ vào trên đại trận. Toàn bộ Thiên Hoang Đại Trận run lên kịch liệt, ngay sau đó bị xé nứt ra. Dương Liêm Sương thu tay lại, nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Sương nói khẽ. Quả nhiên. Chỉ bỏ chạy là không được. Theo Dương Liêm Sương nói xong, ở cách hai người không xa, xuất hiện một lão giả tóc bạc cùng một trung niên nam tử. Nam tử đúng là Doanh gia gia chủ Doanh Khánh, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là lão giả tóc bạc kia. Bởi vì lão giả tóc bạc này, là chân cảnh lục đoạn. Lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Có ý kiến gì không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Có. Ý kiến gì? Dương Liêm Sương vội hỏi. Dương Diệp nói. Ta muốn chạy. Dương Liêm Sương. Muốn chạy trốn. Những lời này, Dương Diệp cũng không có nói giỡn, lúc này hắn nghĩ hoàn toàn chính xác là trốn. Chân cảnh lục đoạn. Tuy hắn một kiếm chém vỡ qua thân thể chân cảnh lục đoạn, nhưng đó là hắn ở dưới tình huống cực hạn. Mà bây giờ, hắn căn bản không dám để át chủ bài của mình ra hết. Bởi vì nơi này là Doanh gia, ở đây. Ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, còn có rất nhiều cường giả chân cảnh.
Hơn nữa, một khi át chủ bài của hắn ra hết, mà cường giả chân cảnh không cùng hắn ngạnh kháng, hắn cũng không có biện pháp làm gì đối phương. Đơn giản mà nói, át chủ bài ra hết, hắn cũng không có nắm chắc đánh chết chân cảnh lục đoạn. Mà đây là địa bàn doanh gia, có thể tưởng tượng, một khi hắn kiệt lực, kết cục sẽ như thế nào? Phải trốn. Nhưng lúc này muốn chạy trốn, hiển nhiên rất khó. Khó có thể tưởng tượng. Lúc này, lão giả tóc trắng kia đột nhiên nói. Dương gia xuất hiện hai tuyệt thế thiên tài, nhiều năm trước, Dương gia có Dương vô địch, hiện tại, Dương gia có các ngươi, ha ha, trời cao đối đãi Dương gia các ngươi thật không tệ. Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhìn nhau một cái, cuối cùng, Dương Liêm Sương nhìn về phía lão giả tóc trắng. Có chút không nghĩ tới loại lão quái vật như ngươi sẽ ra ngoài. Lúc này Doanh Khánh đột nhiên nói. Kinh động lão tổ, là vì ta không muốn cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Dương Diệp, Dương Liêm Sương, sở dĩ các ngươi dám đến doanh gia ta, đơn giản là cho rằng doanh gia lão tổ sẽ không dễ dàng đi ra. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không như các ngươi mong muốn. Bởi vì ta chưa bao giờ khinh thị qua các ngươi, doanh gia ta, coi hai người các ngươi là chân cảnh lục đoạn đến đối đãi. Rất vinh hạnh, Dương Liêm Sương nói. Chỉ là, doanh gia ngươi không sợ tổn thất một chân cảnh lục đoạn sao? Đến thử xem. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp, hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, mà thời điểm hai người biến mất, tay phải của lão giả tóc trắng đột nhiên thò ra, trong chốc lát, một đạo ánh sáng trắng từ trên lòng bàn tay hắn tuôn ra. Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, lão giả tóc trắng liên tục lui tầm hơn 10 trượng, mà Dương Diệp và Dương Liêm Sương thì lui trăm trượng. Lúc này đây giao phong. Không thể nghi ngờ Dương Diệp và Dương Liêm Sương rơi xuống hạ phong. Nhưng thần sắc của lão giả tóc trắng cùng Doanh Khánh lại vô cùng ngưng trọng. Sự tình Dương Diệp và Dương Liêm Sương ở Dương gia chém vỡ thân thể Dương Hạc, tại Trung Thiên Vũ Trụ cũng không phải bí mật gì. Nhưng kia chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt. Bởi vậy bọn họ đối với thực lực của Dương Diệp và Dương Liêm Sương, không có một khái niệm chính xác nào. Mà bây giờ, bọn họ đã có. Dương Diệp tăng thêm Dương Liêm Sương, thật có thể đối kháng chân cảnh lục đoạn. Giờ khắc này, trong lòng Doanh Khánh có chút sợ. Không phải sợ Dương Diệp và Dương Liêm Sương lúc này, mà sợ Dương Diệp và Dương Liêm Sương lớn lên. Một khi hai người này chân chính lớn lên, khi đó, Doanh gia ở trước mặt hai người bọn họ chỉ có thể run rẩy. Không thể để cho hai người này lớn lên. Nghĩ đến đây, tay phải Doanh Khánh vung lên, trong chốc lát. Mấy chục bóng người từ trong thiên hoang thành phóng lên trời, rất nhanh, bốn phía Dương Diệp và Dương Liêm Sương nhiều hơn chừng 30 cường giả chân cảnh, mà trong đó, thấp nhất cũng là chân cảnh tam đoạn. Tuyệt sát Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Nếu hai người này không chết, về sau doanh gia khó có thể bình an. Cho dù Dương Diệp và Dương Liêm Sương cùng doanh gia không có ân oán, bọn họ cũng sẽ không để hai người lớn lên. Uy hiếp. Nếu Dương Diệp và Dương Liêm Sương lớn lên. Đó là sẽ uy hiếp được địa vị bá chủ của doanh gia ở Trung Thiên Vũ Trụ. Xa xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp chìm xuống, nhiều cường giả như vậy, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không chịu nổi a. Sâu lâu, hắn cùng với lão giả tóc trắng cũng có thể tranh tài một trận, nhưng hiện tại, người ta nói rõ là muốn quần ẩu a. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Doanh Khánh đột nhiên vung lên. Cùng lúc ra tay. Nói xong. Những chân cảnh ở xung quanh Dương Diệp và Dương Liêm Sương lập tức bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, Doanh Khánh nhìn về phía lão giả tóc trắng. Kính xin lão tổ đồng loạt ra tay. Lão giả tóc trắng có chút trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Liêm Sương đột nhiên bước ra một bước, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nàng quét ra, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người. Hai cái cánh che khuất bầu trời xuất hiện ở sau lưng Dương Liêm Sương. Phượng rực màu đen. Dương Liêm Sương không nói nhảm, tay phải nàng bắt lấy bả vai Dương Diệp. Sau một khắc, phượng rực màu đen vỗ mạnh một cái, làm cho mấy vạn trượng không gian xung quanh vặn vẹo rung rung. Mà nàng cùng Dương Diệp đã biến mất ở tại chỗ. Trốn chỗ nào? Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh của lão giả tóc trắng. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xẹt qua chân trời. Chào tới bầu trời sao vô tận. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ phía chân trời run lên kịch liệt,
ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ giãn nứt ra. Rất nhanh, trong chàng khôi phục bình tĩnh. Nhưng thần sắc của lão giả tóc trắng lại vô cùng khó coi. Chạy thoát. Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp dĩ nhiên ở dưới mí mắt hắn chạy thoát. Không chỉ lão giả tóc trắng sắc mặt khó coi, sắc mặt người doanh gia cũng vô cùng khó coi. Có thể tưởng tượng, nếu việc này truyền đi, cái này đối với mặt mũi của doanh gia là một đả kích lớn. Cái này còn không phải trọng điểm là, bọn họ thấy được hai vị thiên tài Dương gia khủng bố. Hiện tại Dương Diệp và Dương Liêm Xương, một cái mới chân cảnh cùng chí cảnh, một khi bọn họ lớn lên, kia sẽ đáng sợ bực nào. Trong chàng, trầm mặc hồi lâu, lão giả tóc trắng đột nhiên nói. Mời Lý gia, Vương gia, Lục gia, còn có Tần gia gia chủ đến Thiên Hoang Thành, nói doanh gia ta có chuyện quan trọng thương thảo. Doanh Khánh khẽ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao vô tận. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn thấp giọng nói. Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài a. Cũng không lâu lắm, sự tình ở Thiên Hoang Thành liền truyền khắp Trung Thiên Vũ Trụ. Giờ khắc này, toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ khiếp sợ. Doanh gia, đây chính là bá chủ Trung Thiên Vũ Trụ, Thiên Hoang Thành càng là mấy trăm năm không có xảy ra sự tình. Phải nói, đã rất nhiều năm không có người nào, thế lực nào dám khiêu khích doanh gia. Mà bây giờ... Dương Diệp và Dương Liêm Xương lại chạy đến Thiên Hoang Thành, không chỉ giết mấy tên cường giả chân cảnh của doanh gia, còn phá hủy Thiên Hoang Thành. Đặc biệt là câu, có gan ngươi chờ, ngày mai ta lại đến. Những lời này, quả thực là trắng trợn miệt thị doanh gia. Bất kể như thế nào, lần này mặt mũi của doanh gia là ném sạch rồi. Mà thanh danh của Dương Diệp và Dương Liêm Xương lại tăng vọt. Giờ khắc này, những thiên tài trên Ngân Hà bảng kia... Ở trước mặt Dương Diệp và Dương Liêm Xương, quả thực không đáng giá nhắc tới, mà cũng bởi vì sự tình Thiên Hoang Thành, mấy thế gia còn lại đột nhiên yên lặng xuống. Không có như trước điên cuồng chiếm lĩnh thế giới của Dương gia. Hiển nhiên, Dương Diệp và Dương Liêm Xương cho bọn họ áp lực rất lớn. Ở trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, theo một đạo ánh sáng đen hiện lên, hai người xuất hiện ở trong hư không. HCI người này đúng là Dương Diệp và Dương Liêm Xương. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương hỏi, giờ phút này sắc mặt Dương Liêm Xương cực kỳ trắng, rất không bình thường. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Không có sự tình gì quá lớn, chỉ là vượt qua cực hạn thân thể của ta thừa nhận, có chút không thích ứng. Khá tốt hắn không có truy sát, bằng không thì ta cũng kiên trì không được bao lâu. Dương Diệp nói, tốc độ của ngươi rất nhanh. Vừa rồi tốc độ của Dương Liêm Xương đã vượt qua hắn rất nhiều. Dương Liêm Xương lắc đầu. Tốc độ này của ta, không phải của chính ta, là mượn nhờ lực lượng của bất tử Hắc Phượng mới đạt tới loại trình độ này. Mà tốc độ của ngươi, là của chính ngươi, cả hai khác nhau rất lớn. Dương Diệp đánh giá Dương Liêm Xương một chút, sau đó nói. Bất tử Hắc Phượng, nó ở trong cơ thể ngươi. Dương Liêm Xương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Nó đã chết. Chết sao? Trong mắt Dương Diệp mang theo một chút kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn cảm thấy, bất tử Hắc Phượng ngay ở trong cơ thể Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Thời điểm ta gặp được nàng, nàng đã không sai biệt lắm sắp chết. Bởi vì ta cùng nàng làm một giao dịch, cho nên nàng cam nguyện để cho ta hấp thu toàn bộ lực lượng của nàng. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Ngươi đạt tới chân cảnh rồi sao? Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Làm sao ngươi biết? Kỳ thật sau khi hắn bế quan đi ra, liền đạt đến chân cảnh. Nhưng hắn ẩn tàng cảnh giới của mình. Thời điểm hắn là chí cảnh, những thế gia kia sẽ dựa theo đãi ngộ chí cảnh tới đối phó hắn. Nếu như hắn là chân cảnh, không cần phải nói, những thế gia kia muốn đối phó hắn, xuất động đội hình nhất định sẽ rất dọa người. Đơn giản mà nói, giả heo ăn thịt hổ. Dương Liêm Xương nói. Cảm giác. Tuy ngươi ẩn tàng cảnh giới của mình, nhưng cảm giác lại không giống lúc trước. Đặc biệt là vừa rồi ngươi so chiêu với chân cảnh lục đoạn, ngươi biểu hiện thành thạo, cho nên ta suy đoán, có lẽ ngươi đã đạt tới chân cảnh. Dương Diệp cười nói, đạt tới chân cảnh cũng đánh không lại chân cảnh lục đoạn a. Đây không phải khiêm tốn, mà nếu như hắn cùng chân cảnh lục đoạn công bình quyết đấu, hắn không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Phải biết rằng, lúc trước đối mặt Dương Hạc,
sở dĩ có thể một kiếm chém vỡ thân thể đối phương, đó là bởi vì ngay từ đầu hắn cùng với Dương Liêm Xương liên thủ làm Dương Hạng bị thương nặng. Có thể nói, thời điểm Dương Hạng đối mặt một kiếm kia của hắn, là bị trọng thương. Kia không đơn giản là công lao của hắn, còn có Dương Liêm Xương. Hắn biết nhận rõ thực lực của mình, một người nếu không thể nhận rõ thực lực của mình, kia là cực kỳ nguy hiểm. Dương Liêm Xương cười nói. Không vội, chúng ta còn trẻ, trẻ tuổi, chính là vốn liếng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này lông mày của Dương Liêm Xương đột nhiên nhíu lại, rất nhanh, sắc mặt nàng trầm xuống. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Doanh gia, Lý gia, Lục gia, Tần gia, năm gia tộc tuyên chiến với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất bình thường. Còn một điều. Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Năm gia tộc ra lệnh truy nã. Nhằm vào ta và ngươi. Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương lắc đầu. Nhằm vào là thê tử của ngươi, giết một cái, năm gia tộc từng người ban thưởng một huyền bảo chân cảnh. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp lập tức chìm xuống. Nhằm vào đám người Tô Thanh Thi. Giờ phút này, thần sắc của Dương Diệp vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng Dương Liêm Xương lại cảm thấy một cỗ hàn ý xâm lãnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Liêm Xương nói. Bọn họ sẽ không truy nã chúng ta, bởi vì ngoại trừ chân cảnh lục đoạn, căn bản không có người dám tới giết chúng ta, cho dù là chân cảnh lục đoạn, cũng không dám tới giết chúng ta, hơn nữa. Đồ vật chân cảnh lục đoạn cần, bọn họ khẳng định cũng cấp không nổi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nhằm vào thê tử của ngươi. Bởi vì thực lực của các nàng tương đối thấp, cũng càng dễ giết. Hơn nữa, có lẽ bọn họ cũng biết, các nàng là uy hiếp của ngươi. Đến tìm ngươi phiền toái, không bằng đi tìm các nàng phiền toái, tìm các nàng phiền toái, bọn họ chiếm cứ chủ động. Mà tìm ngươi, bọn họ căn bản tìm không thấy. Dương Liêm Xương nói, Dương Diệp tự nhiên là hiểu rõ. Lệnh truy nã này của ngũ đại thế gia, tuy là nhằm vào đám người Tô Thanh Thi, nhưng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là nhằm vào hắn. Chẳng qua là thay đổi một loại phương pháp. Phải biết rằng, nếu trực tiếp truy nã hắn, không cần phải nói, một chút tác dụng cũng không có, dùng danh khí của hắn hiện tại, cho dù đám người doanh gia nâng thù lao cao gấp 10 lần. Cũng không có ai tới giết hắn. Nói giỡn, hiện tại trừ khi là người đầu bị cửa kẹp 10 lần mới sẽ tới giết Dương Diệp. Bảo bối mặc dù tốt, nhưng mạng quý hơn a. Nhưng đám người Tô Thanh Thi không giống, bởi vì thực lực của các nàng tương đối khá thấp, là cực kỳ dễ giết. Quan trọng nhất là, cái này có thể kiềm chế Dương Diệp hắn, không cho hắn Dương Diệp đi gây sự với bọn họ. Lúc này Dương Liêm Xương lại nói. Không chỉ nhằm vào thê tử ngươi. Còn có một ít nhân vật trọng yếu của Dương gia chúng ta. Tất cả cường giả chân cảnh Dương gia chúng ta đều ở trong đó, giết một người, đều có thể đổi lấy thù lao cách xù. Vì sao bọn họ không trực tiếp tổ kiến đại quân giết đến Dương gia chúng ta? Dương Diệp hỏi. Sẽ. Dương Liêm Xương lạnh nhạt nói. Nhưng còn không phải lúc, nguyên nhân rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ còn không có chân chính tín nhiệm nhau, ai cũng sợ sau lưng đâm đao. Hơn nữa, trừ cái đó ra, ở Trung Thiên Vũ Trụ, còn có Khô gia cùng Vũ gia, ngoại trừ hai gia tộc này, còn có một chỗ, là tất cả gia tộc đều kiêng kỵ. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Tu Du Sơn. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Nơi đây quá mức thần bí. Trước khi không rõ ý đồ của vị kia ở Tu Du Sơn, bọn họ là không dám quá độ tiêu hao thực lực của mình, cũng không dám khinh địch khơi mào chiến tranh quy mô lớn. Ai cũng sợ bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bọn họ sớm muộn sẽ công đánh Thiên Hư Đại Lục, không phải sao? Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Cho nên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mà lấy thực lực của chúng ta, là không cách nào đối kháng ngũ đại thế gia liên thủ. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tìm ngoại viện. Dương Diệp lắc đầu. Không quá sự thật. Tìm ngoại viện, đơn giản chính là Vũ gia cùng Khô gia. Mà Khô gia cùng Vũ gia sẽ đến giúp Dương gia sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Không phải rất không có khả năng, là căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có một suy nghĩ cực đoan. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Nói xem. Dương Diệp nói. Chúng ta bỏ Thiên Hư Đại Lục.
Có ý tứ gì? Dương Liêm Xương cau mày. Dương Diệp trầm giọng nói. Thiên Hư Đại Lục là đại bản doanh của chúng ta, nhưng cũng là trói buộc của chúng ta. Bởi vì mặc kệ chúng ta náo như thế nào, cuối cùng nhất vẫn phải về Thiên Hư Đại Lục. Nhưng một khi chúng ta buông Thiên Hư Đại Lục, chúng ta sẽ không có trói buộc. Khi đó, chúng ta ở trong tối, một khi chúng ta ở trong tối, ta tin tưởng, đám người doanh gia sẽ ngủ không yên. Nghe vậy, Dương Liêm Xương trầm mặc. Dương Diệp nói rất có đạo lý, một khi buông Thiên Hư Đại Lục, như vậy tất cả cường giả Dương gia, tăng thêm nàng cùng Dương Diệp, đều ẩn thân ở trong tối, đặc biệt là nàng cùng Dương Diệp, nếu hai người ám sát, cho dù là doanh gia cũng ngủ không yên. Chỉ là, Thiên Hư Đại Lục là nhà của Dương gia, muốn vứt bỏ. Lúc này Dương Diệp nói, chúng ta là thủ không được Thiên Hư Đại Lục, cho dù giữ vững vị trí, Thiên Hư Đại Lục cũng tàn rồi, không chỉ Thiên Hư Đại Lục tàn, người Dương gia cũng sẽ chết không sai biệt lắm. Đã như vậy, bằng không trực tiếp bỏ qua. Dương Liêm Xương trầm giọng nói, du kích chiến, du kích chiến. Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp, sau đó nói, là một chiến thuật cực kỳ lợi hại, không đánh chính diện. Chỉ chơi du kích. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chính là như vậy, cho nên người thấy thế nào? Nhưng Dương Liêm Xương lại lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nói. Thứ nhất, chúng ta là không cách nào im hơi lặng tiếng mang tất cả mọi người của Thiên Hư Đại Lục đi, cho dù muốn dẫn đi, chỉ có thể mang đi cường giả chân cảnh cùng chí cảnh. Thử hỏi, chúng ta mang đi chân cảnh cùng chí cảnh. Những người còn lại kia làm sao bây giờ? Mà đám người doanh gia là sẽ không bỏ qua chúng ta, một khi bọn họ tìm không thấy chúng ta, khi đó bọn họ sẽ cầm những người bình thường kia khai đao, hoặc là dùng những người bình thường kia bức chúng ta ra. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Một gia tộc, ngoại trừ lực lượng cao tầng đỉnh cao nhất, những người tầng dưới chót kia đồng dạng trọng yếu, bởi vì bọn họ là trụ cột, chúng ta vứt bỏ bọn họ, chẳng khác nào tự hủy trụ cột. Vậy ngươi có biện pháp nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Tạm thời không có cách nào. Trong chàng, lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một chốc, Dương Diệp lại nói. Ta còn có một suy nghĩ cực đoan. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp. Vì cái gì đều là cực đoan? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không có biện pháp, tình cảnh của chúng ta bây giờ, chỉ có thể đi cực đoan. Nói đi. Dương Liêm Xương nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bắt đầu nói. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Người đây là muốn so hung ác. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chính là so hung ác, biện pháp này, ai hung ác ai thắng. Bọn họ hung ác hơn chúng ta, bọn họ thắng, chúng ta hung ác hơn, chúng ta thắng. Dương Liêm Xương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Dương Diệp nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt của nàng cùng Dương Diệp đồng thời khẽ biến. Sau một khắc, hai người đồng thời nhìn về phía bên trái, chỗ đó, không gian đột nhiên run lên, một lão giả áo tím xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy lão giả này, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì lão giả này hắn nhận thức, đúng là lão giả ở kiếm. Tiên Thành. Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Xương, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương thiếu gia, tiểu thư cho mời. Tiểu thư cho mời. Dương Diệp cau mày. Nàng tìm ta làm gì? Dương thiếu gia đi liền biết. Lão giả áo tím nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Xương. Ngươi về trước đi, ta đi kiếm Tiên Thành một chút. Dương Liêm Xương nhìn lão giả áo tím. Sau đó nói, không có nguy hiểm chứ. Lão giả áo tím cười khổ. Liêm Xương tiểu thư nói đùa, dùng thực lực của Dương thiếu gia hôm nay, chỉ sợ coi như là chân cảnh lục đoạn cũng khó lưu hắn lại. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Chính mình cẩn thận một chút. Nói xong, thân hình nàng run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo tím. Đi thôi. Lão giả áo tím khẽ gật đầu. Sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp cùng lão giả áo tím đi tới kiếm Tiên Thành. Thái Tiên Lâu, tầng thứ tư. Hồi lâu không thấy,
thực lực của Dương công tử lại trở nên mạnh mẽ rồi. Sau tấm bình phong, nữ tử thần bí khẽ cười nói. Dương Diệp nói, cô nương có việc cứ nói thẳng, ta có chút vội vàng. Sau tấm bình phong, trầm mặc một cái chớp mắt, nữ tử đột nhiên nói. Ta nhớ được, lúc trước Dương thiếu gia còn thiếu ta một cái nhân tình, đúng không? Khóe miệng Dương Diệp co giật, nhân tình. Nữ tử thần bí nói. Có một chuyện cần Dương thiếu gia tương trợ. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Chuyện gì? Nữ tử thần bí nói. Ta muốn đi một chỗ, nhưng chỗ kia có chút nguy hiểm, ta muốn tìm người đi với ta. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Có thể đổi người hay không? Dương thiếu gia là không muốn trả nhân tình này sao? Nữ tử thần bí nói. Dương Diệp cười khổ. Vị cô nương này, thực lực của ngươi khẳng định không yếu, mà ngươi cũng cảm thấy địa phương kia nguy hiểm, ta cảm thấy, ta đi cũng là có đi không về. Nữ tử thần bí cười nói. Kỳ thật, nếu như Dương Diệp biết một sự kiện, không cần ta nói, Dương thiếu gia khẳng định cũng sẽ đi. Chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Nữ tử thần bí nói. Theo ta được biết, Dương thiếu gia cùng người U Minh Điện có vẻ quan hệ rất tốt. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn nhìn bình phong hồi lâu, sau đó nói. Ngươi biết U Minh Điện, ngươi đến tột cùng là ai? Không cần kinh ngạc. Nữ tử thần bí nói. Bởi vì, ta cũng là người U Minh Điện. Nghe nữ tử thần bí nói, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi cũng là người U Minh Điện. Bất ngờ. Nữ tử thần bí cười nói. Là người U Minh Điện, nhưng hiện tại không tính. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử thần bí nói. Nói rất dài dòng, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần Dương thiếu gia biết rằng, những bằng hữu U Minh Điện kia của ngươi, giờ phút này các nàng đã tiến về chỗ ta muốn đi kia, mà chỗ kia, rất nguy hiểm. Ta tin tưởng, Dương thiếu gia sẽ không để bằng hữu của mình gặp nguy hiểm mà không cứu, đúng không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các nàng đi nơi nào? Thiên Trụ Sơn. Nữ tử thần bí nói. Kia là địa phương nào? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử thần bí trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Địa phương năm đó Tư U Điện Chủ biến mất. Thiếu Tư U. U Minh Điện tiền nhiệm Điện Chủ. Thiếu Tư U. Đối với ba chữ kia, Dương Diệp cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn nghe qua đám người huyết nữ nói. Người này, chính là người sáng lập U Minh Điện. Thiên Trụ Sơn. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói. Nơi đây rất nguy hiểm, bởi vì nơi đây liên tiếp Đại Thiên Vũ Trụ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sinh vật đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Cho nên Dương công tử, ta cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên, các nàng cũng cần trợ giúp của ngươi. Tại sao các ngươi muốn tìm tiền nhiệm điện chủ của các ngươi? Dương Diệp hỏi. Trong phòng đột nhiên trầm mặc, đã qua hồi lâu, nữ tử thần bí nói. Ngươi cũng đã biết. Lúc trước rất nhiều người của U Minh Điện, kể cả ta, kỳ thật đều là cô nhi. Là Tư U Điện chủ thu lưu chúng ta, hơn nữa là dạy cho chúng ta tập võ, để cho chúng ta cải biến vận mệnh bản thân. Nàng, không đơn thuần là điện chủ của chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Chúng ta tìm nàng, chỉ là muốn biết, nàng đã đi đại thế giới, hay đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Dương Diệp nhíu mày. Dùng thực lực của nàng. Cũng sẽ vẫn lạc. Tuy hắn không biết thực lực của thiếu Tư U, nhưng lúc trước đối phương đánh khắp thiên toàn hệ A. Loại người này, tuyệt đối giống như Tiêu Giao Tử, là một siêu cấp ngưu nhân. Không có người nào là vô địch tuyệt đối. Nữ tử thần bí nói. Thế giới rất lớn, vũ trụ càng lớn. Không có người mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta tạm thời thoát thân không ra. Nếu như là bình thường, hắn nguyện ý đi Thiên Trụ Sơn nhìn xem, bởi vì đám người thiên nữ đã đi chỗ đó. Đối với chút ít bằng hữu này, hắn rất muốn gặp. Nhưng hiện tại, nếu hắn rời khỏi, Dương Liêm Sương không thể nghi ngờ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Mà đám người Tô Thanh Thi đều ở Dương gia, cho nên hắn không thể nào ở thời điểm này rời khỏi. Trong phòng trầm mặc chốc lát, cuối cùng nữ tử thần bí nói. Dương thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng. Dương gia không cách nào đối kháng ngũ đại thế gia. Dương Diệp cười nói. Nhưng cũng không thể đầu hàng nha. Nữ tử thần bí trầm mặc hồi lâu. Nửa năm, còn có nửa năm thời gian, nếu như ở trong nửa năm này,
Dương thiếu gia không thể giải quyết sự tình Dương gia, đến lúc đó cũng phải cùng ta đi Thiên Trụ Sơn, như thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Được. Nói xong, hắn đứng lên. Nếu như cô nương không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Có một tin tức đối với Dương thiếu gia có lẽ có chút tác dụng. Nữ tử thần bí nói. Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói. Nữ tử thần bí nói. Cẩn thận Khô gia. Ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử thần bí nói. Doanh gia, kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì thực lực của bọn hắn đều ở ngoài sáng, bọn họ nghĩ cái gì, mọi người đều biết. Nhưng Khô gia ngươi biết thực lực chân chính của bọn họ sao? Ngươi biết bọn họ nghĩ cái gì sao? Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Ngươi có phải đã biết cái gì hay không? Nữ tử thần bí nói. Không có gì, chỉ nhắc nhở một câu. Ta mệt mỏi, Dương thiếu gia trở về đi. Dương Diệp nhìn bình phong hồi lâu, sau đó nói. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong phòng. Trong phòng, trầm mặc một hồi lâu, nữ tử thần bí đột nhiên nói khẽ. Đạt tới chân cảnh rồi sao, đáng tiếc, vẫn còn chưa đủ. Rời khỏi Kiếm Tiên Thành, Dương Diệp lập tức chạy về Dương gia. Giờ phút này, Dương gia hoàn toàn bỏ tất cả thế giới trừ Thiên Hư Đại Lục. Ngay lúc này, Dương gia là không có năng lực giữ nhiều thế giới như vậy. Đã thủ không được, vậy không bằng buông thả, bởi vì như vậy còn có thể giữ lại thực lực. Mà đám người Doanh gia cũng không có buông tha cơ hội này, ở dưới ngũ đại thế gia phân chia, những địa bàn kia của Dương gia toàn bộ bị ngũ đại thế gia chiếm lĩnh. Đối với cái này, Dương gia không có bất kỳ đáp lại. Nhưng toàn bộ trung thiên vũ trụ đều có thể cảm giác được, một hồi bão tố sắp tới. Tu Du Sơn. Dương Diệp cũng không có ở Dương gia mỏi mòn chờ đợi, hắn đi tới Tu Du Sơn, giờ phút này Tu Du Sơn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chân núi, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thân hình của hắn khẽ động, tiến vào Tu Du Sơn. Trên đường đi, Dương Diệp cũng không có đụng phải hủ thi gì, rất nhanh, hắn đi tới Tu Du Thành. Tu Du Thành, một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh khí. Dương Diệp đi tới đại điện Tu Du Thành, chính là Tu Du Điện. Mà thời điểm hắn muốn vào điện, một nam tử trung niên chắn trước mặt của hắn. Nam tử trung niên không nói gì, chỉ đứng đó. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Tu Du Điện. Nói như thế nào cũng coi như quen biết một hồi, không cần bất cận nhân tình như vậy a. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác trước mắt biến ảo, thoáng qua, hắn xuất hiện ở trong đại điện. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì đối phương vậy mà ở dưới tình huống hắn còn không kịp phản ứng, đưa hắn tới đại điện này. Trên đại điện, là nữ tử áo đỏ. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ, khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Này, đã lâu không gặp. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng không xấu hổ, sau đó hắn đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ, sau đó nói. Ta gặp chút phiền toái. Như nữ tử thần bí ở Kiếm Tiên Thành kia nói. Dương gia là rất khó ngăn trở năm thế gia liên thủ, bởi vậy hắn muốn tìm ngoại viện. Mà Vũ gia cùng Khô gia, vậy thì không cần đi. Bởi vì kia tuyệt đối không có khả năng. Hắn nghĩ tới một người, chính là nữ tử áo đỏ này. Tuy hy vọng cũng rất xa vời, nhưng hắn vẫn muốn đến thử xem. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Cùng ta có quan hệ gì sao? Ngay lúc này tự nhiên không thể ra mặt mỏng, hắn cười cười, sau đó nói. Chúng ta giao dịch được không? Nữ tử áo đỏ lắc đầu. Không làm. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp. Bởi vì hiện tại ngươi không có tư cách. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hiện tại ta không có tư cách, về sau khả năng có tư cách a. Kia là sự tình sau này. Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử áo đỏ. Ngươi có thể đầu tư à? Ngươi không thấy ta rất có tiềm lực sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta thấy qua người da mặt dày, nhưng chưa thấy qua ngươi dày như vậy. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử áo đỏ nói. Cái gọi là đầu tư, là có phong hiểm, vạn nhất ngươi không cẩn thận chết rồi, như vậy đầu tư của ta không phải nước dội lá môn sao? Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, ta không cần ngươi giúp ta cái gì. Ngươi cũng không giúp được ta cái gì, địch nhân của ta,
là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này quá đả kích người. Ta ngược lại có một suy nghĩ. Nữ tử áo đỏ nói. Cái gì? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp. Ngươi rất không tồi, đi theo ta, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, có ta bảo kê, ở trung thiên vũ trụ, cho dù bát đại thế gia gì kia liên thủ, cũng giết không được ngươi. Dương Diệp cười lắc đầu. Ngươi phải biết rằng, ta là kiếm tu. Kiếm tu. Kiếm tu tâm cần tự do, nếu như hắn lựa chọn thần phục nữ nhân này, như vậy lòng của hắn còn có thể tự do sao? Đối với Dương Diệp mà nói, có ba đồ vật tuyệt đối không thể ném. Tự do, tôn nghiêm, cốt khí. Đầu nhập vào nữ nhân này, không chỉ mất tự do, còn mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí. Thử hỏi, làm thủ hạ người khác, khi đó người khác bảo ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, ngươi làm cái gì, đều cần nhìn sắc mặt người khác. Đây không phải mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí sao? Sống hèn mọn, không bằng có tôn nghiêm chết đi. Nữ tử áo đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta liền không có gì để nói rồi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hủ thi của ngươi nhiều như vậy, có thể cho ta mượn mấy cổ hay không? Đây là mục đích thực sự hắn đến nơi này, hắn không nghĩ qua để nữ nhân này ra tay giúp hắn, kia rất không thực tế. Nhưng mượn mấy hủ thi, hắn cảm thấy vẫn có chút hy vọng. Dựa vào cái gì? Nữ tử áo đỏ nói. Dương Diệp nhìn nữ tử áo đỏ hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thật, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, ta cũng lý giải, dù sao giúp ta, đó là tình cảm, không giúp, đó cũng là bình thường. Nhưng ta sẽ nhớ kỹ giờ khắc hôm nay. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Thời điểm đi đến cửa đại điện, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói. Ngươi cảm thấy hiện tại ta yếu, không có tư cách cùng ngươi giao dịch, không có sao. Bất quá ta cho ngươi biết, ta hiện tại, ngươi xem thường, nhưng tin tưởng ta, tương lai không lâu, ta sẽ để cho ngươi trèo cao không nổi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, khóe miệng nữ tử nổi lên đường cong, mang theo một tia trào phúng. Nhưng đúng lúc này, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử không xa. Nhìn thấy đóa hỏa diễm này, nữ tử cau mày. Lục Đinh Thần Hỏa. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Chủ nhân đã từng nói với ta một câu, không được xem nhẹ chúng sinh, dù chỉ là một giọt nước, lực lượng của nó quả thực không có ý nghĩa. Nhưng nó lại có thể xuyên thủng đá. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Trong điện, nữ tử áo đỏ trầm mặc. Đã qua hồi lâu, nàng đột nhiên nói. Ta không tin chúng sinh, ta chỉ tin chính ta. Sau khi rời khỏi Tu Du Sơn, Dương Diệp về tới Dương Gia, mà vừa về Dương Gia, Dương Liêm Sương liền gọi hắn đến Thiên Cơ Điện. Giờ phút này, chúng cường giả Dương Gia đều ở Thiên Cơ Điện. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Đám người Doanh Gia có động tác. Dương Diệp nói. Động tác gì? Dương Liêm Sương đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng cùng Dương Diệp nhìn nhau một cái, sau một khắc, hai người biến mất ở trong điện, đi tới trên không thiên cơ điện. Lúc này, ở trên không thiên hư đại lục, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Mà ở trước ngực trái lão giả này, có thêu một chữ Doanh. Cường giả Doanh gia. Lão giả nhìn Dương Diệp và Dương Liêm Sương, sau đó nói. Trong một ngày, nếu Dương gia đầu hàng, còn có thể miễn bị tàn sát cả tộc. Bằng không thì, đúng lúc này, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, sau một khắc, thân thể của hắn cứng ngắc lại, thoáng qua, mi tâm đột nhiên vỡ ra một vết rách, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Hai nước giao chiến, không giết lai xứ, ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Còn có quy củ này. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Có. Dương Diệp vỗ vỗ trán của mình, sau đó nhìn về phía lão giả, hối hận nói. Vì cái gì ngươi không nói sớm? Mọi người. Phốc. Nghe được Dương Diệp nói, lão giả áo bào đen tức đến miệng phun tinh huyết, thoáng qua, hắn trực tiếp tuyệt khí bỏ mình. Mọi người. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, sau đó. Nói. Bắt đầu. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó khẽ gật.
đầu. Tốt, một ngày sau, đám người Doanh gia tuyên chiến với Dương gia, cùng lúc đó, Nam Thế gia tổ kiến một chi quân đội khổng lồ. Chi quân đội này, toàn bộ do cường giả chân cảnh tạo thành. Khoảng chừng 75 cường giả chân cảnh. Mỗi một nhà đều xuất động 15 cường giả chân cảnh, hơn nữa thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn. Trong đó, chân cảnh ngũ đoạn càng có 5 tên. Sau khi đội hình này xuất hiện, toàn bộ trung thiên vũ trụ khiếp sợ. Cái đội hình này, không thể không nói, cực kỳ khủng bố. 75 chân cảnh, trong đó còn có 5 chân cảnh ngũ đoạn. Đây quả thực có thể nghiền ép Dương gia. Dương gia sẽ biến mất khỏi trung thiên vũ trụ sao? Ở rất nhiều người xem ra, nhất định sẽ như vậy. Bởi vì dù cho Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp yêu nghiệt, bọn họ cũng không có khả năng đối kháng Nam Thế gia liên thủ, đặc biệt là trong đó còn có Doanh gia. Mà sau khi Dương gia biết được đội hình này, lại cực kỳ bình tĩnh. Ít nhất biểu hiện ra, toàn bộ Thiên Hư Đại Lục là cực kỳ bình tĩnh. Bất kể như thế nào, giờ phút này ánh mắt toàn bộ trung thiên vũ trụ đều đang ngó chừng Dương gia. Một ngày sau, trên không Thiên Hư Đại Lục, xuất hiện 75 cường giả. Thời điểm 75 người xuất hiện, toàn bộ Thiên Hư Đại Lục đều cảm nhận được lực áp bách cường đại. Khí tức, 75 người chỉ tản mát ra khí tức của mình, cũng đã làm cho rất nhiều người của Thiên Hư Đại Lục khó có thể nhận lấy. Trong hư không, cầm đầu chính là Doanh gia gia chủ Doanh Khánh, hắn nhìn lướt qua Thiên Hư Đại Lục phía dưới, sau đó nói. Vũ gia cùng Khô gia có động tĩnh gì? Ở phía sau hắn, một lão giả đứng dậy. Trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì. Tu Du Sơn thì sao? Doanh Khánh lại hỏi. Lão giả lắc đầu. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trầm mặc hồi lâu, Doanh Khánh xoay người nhìn bốn trung niên ở sau lưng. Bốn trung niên này, theo thứ tự là Vương gia gia chủ Vương Cốt, Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiền, Tần gia gia chủ Tần Thận, cùng với Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên. Doanh Khánh nói. Bốn vị. Các ngươi có thể tự mình đến, điều này đại biểu các ngươi không muốn cho Dương gia bất cứ cơ hội nào. Mà đội hình của chúng ta bây giờ, Dương gia cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng chư vị không thể chủ quan. Dương gia còn có khả năng xoay người. Lý gia gia chủ Lý Niệm Tiền trầm giọng nói. Đối với Dương gia, hắn không thể nghi ngờ là hận nhất. Bởi vì lúc trước Dương Diệp và Dương Liêm Xương trực tiếp tàn phá Doanh gia 20 vị cường giả chân cảnh. Hơn nữa đưa đầu bọn hắn đến Lý gia. Lần kia, Lý gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Doanh Khánh khẽ lắc đầu. Dương gia không đáng sợ, đáng sợ là Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Lúc này đây nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta, không phải diệt Dương gia, mà tru sát hai người này. Hai người này vừa chết, Dương gia liền vong. Nhưng nếu hai người này không chết, ngày sau ngũ gia chúng ta ngủ không an ổn. Bọn họ đáng sợ như vậy. Tần gia gia chủ Tần Thận nhíu mày hỏi. Lúc này, Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Không phải đáng sợ, mà là cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, người chưa có tiếp xúc qua bọn họ, người không biết. Dương Liêm Xương ta không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng Dương Diệp, kẻ này là kỳ tài ngút trời. Doanh Khánh khẽ gật đầu. Người này có thể một kiếm làm bị thương Doanh gia lão tổ, mà hiện tại hắn mới chí cảnh, người nói hắn đáng sợ không? Nghe vậy. Thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Doanh gia lão tổ, đây chính là chân cảnh lục đoạn A. Doanh Khánh lại nói. Đối với chúng ta mà nói, chân chính nguy hiểm, kỳ thật chính là hai người này. Hai người này không thể để cho bọn họ lớn lên, một khi lớn lên, khi đó chúng ta khả năng không có bất kỳ một thế gia nào có thể chống đỡ được bọn hắn. Giống như Dương Vô Địch lúc trước, nếu như không phải bản thân hắn xảy ra vấn đề, chư vị, các ngươi ai có thể đối kháng hắn? Dương Vô Địch. Đối với người này, mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ là thuộc về cùng một thời đại. Mà năm đó, Dương gia ở trong tất cả thế gia, còn thuộc về kế cuối, nhưng chính là người này, Dương gia thiếu chút nữa trở thành bá chủ trung thiên vũ trụ. Lúc kia, coi như là Doanh gia cùng Khô gia cũng không dám chính diện đối kháng Dương gia. Mà nguyên nhân chủ yếu, chính là đối phương. Lúc này Doanh Khánh lại nói. Mà bây giờ... Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp, thiên phú cùng tiềm lực của bọn hắn, không yếu hơn Dương Vô Địch chút nào. Cho nên chư vị thử nghĩ một chút, nếu hai người này không chết, đợi bọn hắn lớn lên, khi đó mấy người chúng ta ngủ an ổn sao? Mọi người trầm mặc, ai cũng chịu không nổi Dương Diệp cùng Liêm Xương lớn lên trả thù.
Đừng nói về sau, hiện tại bọn hắn cũng có chút chịu không nổi rồi. Lúc này Doanh Khánh đột nhiên nói. Kỳ thật Dương Tiêu cùng một ít người Dương gia lúc trước kia, thật là thứ ngu xuẩn. Nếu Doanh gia ta xuất hiện thiên tài bực này, đừng nói quy củ, cho dù cải biến tất cả tổ huấn Doanh gia ta cũng sẽ làm. Hắn là không bỏ xuống được. Lúc này Lục Vân Thiên nói. Không bỏ xuống được quyền trong tay, kỳ thật, không chỉ hắn, chư vị lại có mấy người có thể chân chính buông quyền trong tay. Có lẽ về sau chúng ta đạt tới trình độ nhất định, sẽ thả xuống. Được, nhưng hiện tại, ta cùng với chư vị, đều là người trong hồng trần, không phải sao? Mọi người khẽ gật đầu, có đồ vật, không phải nói buông liền có thể buông, đặc biệt là quyền lợi. Loại cảm giác nắm quyền lợi này, rất nhiều người căn bản không cách nào lý giải. Đúng rồi, Dương gia còn có một vị chân cảnh lục đoạn. Lúc này Lục Vân Thiên đột nhiên nói, Doanh Khánh khẽ gật đầu. Không cần lo lắng, nếu đối phương ra tay, tự nhiên sẽ có người đối phó. Lão tổ Doanh gia người nguyện ý ra mặt. Lục Nguyên Thiên nói. Doanh Khánh khẽ gật đầu. Nhưng chỉ có một vị nguyện ý ra mặt, hai vị còn lại. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Bọn người Lục Vân Thiên cũng lắc đầu. Mỗi gia tộc đều có lão quái vật, chính là chân cảnh lục đoạn. Nhưng cường giả loại này, trong mắt bọn hắn, ngoại trừ sinh tử, gia tộc gì đó, thật sự rất nhạt. Đừng nói để bọn họ đi ra hỗ trợ, ngay cả gia tộc đến thời điểm sinh tử tồn vong, bọn họ có thể đi ra hay không cũng là một sự tình không biết bao nhiêu. Cái này không riêng gì Dương gia, tất cả đại thế gia đều giống nhau. Trừ khi là loại lão quái vật còn có hậu đại, ví dụ như Doanh gia, sở dĩ Doanh Khánh có thể mời động vị lão tổ Doanh gia kia, là vì Doanh Khánh chính là cháu ruột của vị lão tổ kia. Cũng bởi vì duyên cớ này, hắn mới có thể mời được. Nhưng thế gia còn lại, ví dụ Dương gia lão tổ hiện tại, như hắn nói, con cháu hắn sớm đã chết hết rồi. Tuy hắn cùng với Dương Liêm Sương, Dương Diệp có quan hệ huyết thống, nhưng trải qua vô số đời, đã cực kỳ mỏng manh. Nói cho cùng, không phải bọn hắn không muốn trực tiếp mời những lão quái vật kia ra tuyệt sát Dương gia, mà là bọn họ căn bản mời không được. Giống như Dương gia, Dương Diệp và Dương Liêm Sương cũng mời không được lão quái vật chân cảnh lục đoạn kia. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục. Chư vị, không cần lo những cường giả Dương gia kia, chỉ cần Dương Diệp và Dương Liêm Sương xuất hiện, chúng ta liền đồng loạt ra tay, tranh thủ không để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, trực tiếp giết bọn hắn. Chỉ cần hai người này chết, Dương gia cũng xong rồi. Nghe vậy, mọi người sau lưng hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại liền ra tay. Lúc này, Lục Vân Thiên nói. Doanh Khánh lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía không gian cách đó không xa. Khô huynh, Vũ huynh, các ngươi thật sự không tham dự. Xa xa, không gian nhẹ run rẩy, ngay sau đó, hai nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Khô gia gia chủ Khô Tĩnh cùng Vũ gia gia chủ Vũ Vấn. Khô Tĩnh nhìn về phía Vũ gia gia chủ Vũ Vấn, cười nói. Vũ huynh, người thì sao? Vũ Vấn khẽ lắc đầu. Vũ gia ta không tham dự. Khô Tĩnh cười cười, cũng nói. Khô gia ta cũng không tham dự. Doanh Khánh lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ hai vị cảm thấy Dương gia còn có khả năng xoay người? Vũ Vấn nói. Kỳ thật, ta cũng muốn đến kiếm một chén canh. Nhưng chư vị có lẽ cũng hiểu rõ, An Nha đầu ở Vũ gia ta kia, nàng cùng Dương Diệp quan hệ không phải nông cạn, mà nàng, tổ tiên Vũ gia ta cực kỳ coi trọng. Nếu Vũ gia ta ra tay với Dương gia, mặc dù sẽ đạt được một ít lợi ích, nhưng lại mất đi một thiên tài. Cho nên bất đắc dĩ, Vũ gia ta chỉ có thể buông thả. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khô gia gia chủ Khô Tĩnh. Khô huynh, ngươi thì sao? Vì sao Khô gia ngươi không tham dự? Theo ta được biết, Khô gia ngươi cùng Dương Diệp có vẻ cũng có ân oán a. Khô Tĩnh cười cười. Chư vị có lẽ cũng biết, Khô gia ta không có dã tâm quá lớn, hơn nữa, Khô gia ta nhân khẩu đơn bạc. Tổn thất một vị, đối với Khô gia ta mà nói, đều là có chút khó có thể thừa nhận. Cho nên Khô gia ta không tham dự. Trong tràng, mấy vị gia tộc nhìn Khô Tĩnh một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại tràn ngập không tin. Trong đó, ở trong nội tâm tất cả gia chủ, để bọn họ kiêng kỵ nhất không phải Doanh gia, mà là Khô gia. Trong rừng rậm, nguy hiểm nhất không phải mãnh hổ, mà cái độc xà. Bởi vì ngươi nhìn không thấy nó,
thời điểm nó ra tay, người khả năng đã bị chết. Nếu như nói Doanh gia là mãnh hổ, như vậy Khô gia chính là độc xà. Về phần Dương gia, hiện tại Dương gia chính là chó điên. Đặc biệt là Dương Diệp và Dương Liêm Sương khống chế Dương gia, phải nói Dương Diệp, người này còn đáng sợ hơn độc xà và mãnh hổ. Bởi vì chọc tới hắn rồi, mãnh hổ hắn dám đánh, độc xà hắn cũng dám đánh. Hơn nữa là dám đánh cho đến chết. Tất cả đại thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn, nhưng tất cả mọi người điểm đến là rừng, nhưng Dương Diệp này lại không. Ngươi gây hắn, hắn liền dám giết ngươi. Trong tràng, Doanh Khánh nhìn Khô Tĩnh cùng Vũ Vấn, sau đó nói. Đã như vậy, ta đây liền không nói thêm gì nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục, sau đó tay phải vung lên. Ra tay. Sau lưng Doanh Khánh. Mọi người muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, không gian trước mặt Doanh Khánh đột nhiên nhẹ nhàng run lên, sau một khắc, sắc mặt Doanh Khánh đột nhiên đại biến, gào thét. Dương Diệp, ta muốn chu ngươi cửu tộc. Tất cả mọi người sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì? Doanh huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong tràng, Lục Vân Thiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Khánh. Doanh Khánh âm thanh hung dữ nói. Chư vị, ta về Doanh gia trước. Vì sao? Lục Vân Thiên khó hiểu. Doanh Khánh nói, bởi vì bọn hắn giết đến Doanh gia ta rồi. Nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng hắn biến mất, còn có chúng cường giả Doanh gia. Dương Diệp giết đến Doanh gia. Trong tràng, mọi người sửng sốt, Dương Diệp làm sao dám giết đến Doanh gia? Hắn mặc kệ Thiên Hư Đại Lục. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Người Doanh gia đi. Hiện tại bọn hắn làm sao bây giờ? Đây là vấn đề của bọn hắn hiện tại. Tuy không có Doanh gia, bọn họ đồng dạng có thể nghiền ép Dương gia, nhưng Dương gia ngoại trừ Dương Diệp, còn có Dương Liêm Sương. Nữ nhân này, không yếu hơn Dương Diệp à? Hiện tại, tiến công hay không tiến công? Đúng lúc này, không gian trước mặt mọi người đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một nữ tử váy đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới chính là Dương gia gia chủ Dương Liêm Sương. Nhìn thấy Dương Liêm Sương, thần sắc mọi người lập tức mang theo đề phòng. Dương Liêm Sương nhìn lướt qua mọi người, sau đó cười nói. Chư vị đi vào Thiên Hư Đại Lục ta, chẳng lẽ không xuống dưới ngồi một chút sao? Cái khác không có, nước trà vẫn có một ly. Mọi người nhìn Dương Liêm Sương, không nói gì. Dương Liêm Sương lại nói. Xem ra chư vị đối với Dương gia ta đề phòng rất lớn a, yên tâm, phía dưới không có mai phục. Dương gia chúng ta cũng không có ngoại viện, thật sự. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Dương Liêm Sương, người mưu quyền soán vị, đồng tộc tương tàn, loại người giống như ngươi, thiên lý không dung. Ngươi! Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên cắt đứt Lục Vân Thiên. Lục gia chủ, người nói sẽ để người xem thường. Lục gia người muốn đánh Dương gia ta, mục đích là gì, người ở chỗ này không ai không biết. Mà ngươi bây giờ lại muốn tìm một ít lý do đường hoàng, cái này là làm kỹ nữ, còn muốn lập bia trinh tiết a? Nghe vậy, thần sắc của Lục Vân Thiên có chút khó coi. Có đôi khi, người muốn dối trá, cũng phải nhìn dưới tình huống gì, mà lúc này đây, ở đây là người nào? Đều là một ít lão quái vật, ngay lúc này dối trá cho ai nhìn, ai xem không hiểu. Lúc này Dương Liêm Sương nói, chư vị đã không muốn xuống dưới làm khách, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng mà rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó nói. Quên nói một sự kiện, Dương Diệp nói hắn gần đây có chút rỗi rãnh, muốn dạo chơi vài chỗ, ta nói với hắn gia tộc chư vị phong cảnh không tệ, có thể đi nhìn xem, sau đó hắn nói rất tốt. Nói xong, nàng xoay người biến mất ngay tại chỗ. Mà trong tràng, sắc mặt bọn người Lục Vân Thiên vô cùng khó coi. Uy hiếp, đây là đang uy hiếp. Dương Diệp đi gia tộc của bọn hắn, sẽ chỉ đi ngắm phong cảnh sao, kẻ đần cũng biết Dương Diệp sẽ làm cái gì. Sự tình Thiên Hoang Thành, bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Mà lực lượng cao cấp của bọn họ đều tới đây, tuy trong gia tộc cũng còn có cường giả, nhưng những cường giả kia chống đỡ được Dương Diệp sao? Nếu như đánh chính diện, những cường giả kia tăng thêm các loại trận pháp, Dương Diệp nhất định là đánh không lại. Nhưng vấn đề là, Dương Diệp sẽ đánh chính diện sao? Mà một khi hắn che giấu, dùng tốc độ của hắn, ai có thể đỡ nổi. Nghĩ đến đây, mọi người đã có thoái ý. Xa xa,
Khô Tĩnh cùng Vũ Vấn nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo một chút kinh ngạc. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vũ Vấn nói. Hai người này, không theo như lẽ thường ra bài a. Khô Tĩnh khẽ gật đầu. Khá tốt Khô gia ta không tham dự, bằng không thì, nếu tiểu tử kia đi Khô gia ta ngắm phong cảnh, đầu của ta liền lớn. Khô gia ngươi cũng sẽ sợ hắn sao? Vũ Vấn hỏi. Khô Tĩnh cười cười. Không thể nói sợ, chỉ có thể nói, sẽ rất phiền toái. Chẳng lẽ hắn đi Vũ gia ngươi không phiền toái sao? Vũ Vấn khẽ gật đầu. Cũng phải. Chính diện đối kháng Dương Diệp, không đáng sợ, dù sao hắn có thể đánh nhau, có thể đánh bao nhiêu. Nhưng Dương Diệp hèn mọn bỉ ổi thì có chút đáng sợ. Lúc này Khô Tĩnh đột nhiên nói. Được không bù mất? Có ý tứ gì? Vũ Vấn hỏi. Khô Tĩnh trầm giọng nói. Ta nói đám người Doanh Khánh, bọn họ đánh giá cao mình, đánh giá thấp Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Dù cuối cùng bọn hắn thắng, hai người này cũng có thể để bọn họ nguyên khí đại thương. Mà một khi bọn họ không thể đánh chết hai người này, sau 10 năm, lúc hai người này xuất hiện lần nữa, thế gia của toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ sẽ giảm một nửa. Vũ Vấn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, phải nói là sâu sắc chấp nhận. Tất cả mọi người chỉ thấy được Dương Diệp và Dương Liêm Sương, nhưng bọn họ còn không để ý đến một người, chính là An Nam Tĩnh. Thiên phú cùng thực lực của An Nam Tĩnh là tuyệt đối không yếu hơn Dương Diệp và Dương Liêm Sương. Mà những người kia cũng không biết quan hệ của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, có thể nói, chỉ cần Dương Diệp và Dương Liêm Sương không chết, đám người Doanh gia gặp phải chính là ba vị siêu cấp thiên tài trả thù. Vũ huynh, ta còn có việc, cáo từ trước. Khô Tĩnh nói xong, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Vũ Vấn nhìn phương hướng Khô Tĩnh rời đi, trầm mặc hồi lâu, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, bọn người Lục Vân Thiên trầm mặc một hồi, sau đó đều dồn dập rời đi. Cuối cùng, bọn họ vẫn lựa chọn lui. Bởi vì mất đi Doanh gia, bọn họ có chút hư nhược. Đầu lĩnh đi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ở chỗ này. Bởi vì một khi bọn họ cường công Dương gia, cho dù thực lực bọn họ vượt qua Dương gia rất nhiều, nhưng đây là ở đại bản doanh của Dương gia tác chiến, Dương gia dựa vào trận pháp y nguyên làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Mà khi đó, Doanh gia còn giữ lại thực lực. Đương nhiên, còn một điều, đó chính là bọn họ không quên Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp sẽ đi gia tộc bọn họ ngắm phong cảnh. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nguy cơ của Dương gia liền bị Dương Diệp dùng loại phương thức này tạm thời giải quyết. Thiên Cơ Thành, ở trong một mộ địa, hai lão giả đối diện nhau ngồi xếp bằng, ở trước mặt hai người, là một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn là một bàn cờ. Bên trái là một lão giả tóc bạc này, đúng là Doanh gia lão tổ, mà bên phải là Dương gia lão tổ. Lão giả tóc bạc giơ lên một quân cờ rơi xuống, sau đó nói. Dương Hủ huynh, ta nhìn bộ dáng của ngươi, tình huống không phải quá tốt ha. Dương gia lão tổ tên là Dương Hủ hạ cờ, sau đó nói. Khá tốt, trong thời gian ngắn chết không được, ngược lại là Doanh vực huynh ngươi, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, đây là sắp có tai ương a. Doanh vực nhìn Dương Hủ, sau đó nói. Chẳng lẽ Dương Hủ huynh cảm thấy Trung Thiên Vũ Trụ này, có người có thể giết ta? Dương Hủ mỉm cười. Doanh huynh rất tự tin. Chẳng lẽ không đúng sao? Doanh vực hỏi lại. Dương Hủ ngẩng đầu nhìn chân trời, sau đó nói. Hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, là nhóm cổ tu giả năm đó khai phát, bọn họ có người đi Đại Thiên Vũ Trụ, truy cầu cái gọi là đạo. Mà có người, thì lưu lại Trung Thiên Vũ Trụ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói. Doanh vực huynh nên biết vị kia ở Tu Du Sơn, Doanh vực huynh có nắm chắc chiến thắng vị kia sao? Doanh vực trầm mặc. Lúc này Dương Hủ lại nói. Không nói cổ nhân, liền nói hiện tại những hậu sinh kia, Doanh vực huynh có nắm chắc chiến thắng hai hậu bối của Dương gia ta liên thủ sao? Doanh vực lần nữa trầm mặc. Bởi vì hắn thật sự không có nắm chắc chiến thắng Dương Diệp và Dương Liêm Sương liên thủ, hai người này liên thủ, có chút nghịch thiên. Dương Hủ cười cười, sau đó nói. Thấy được không, dù cho chúng ta đạt đến chân cảnh lục đoạn, nhưng cũng không phải vô địch. Trước có cổ tu giả, sau có hậu sinh vãn bối yêu nghiệt. Cho nên Doanh vực huynh, người nha, tự tin có thể, nhưng không thể tự tin quá độ. Dương gia Dương Hạng, hắn chính là tự tin quá độ,
thế cho nên hiện tại hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ liễu. Doanh Vực giơ lên một quân cờ, sau đó nói. Hôm nay ta đến, không phải cùng Dương Hủ huynh thảo luận những điều này. Ta đến, là muốn biết thái độ của Dương Hủ huynh đối với Dương gia. Dương Hủ cười nói. Không có thái độ gì, vốn ta cảm thấy chỉ là chút ít tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, lười tham dự. Nhưng không nghĩ tới Doanh gia ngươi mời ngươi đi ra. Ngươi đã đi ra, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến nha. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hủ. Dương Hủ huynh muốn ra tay. Dương Hủ nói. Đây là tự nhiên, tuy ta đối với Dương gia nhìn không phải nặng như vậy, nhưng dù sao cũng là Dương gia, hơn nữa, cho dù không niệm tình hậu bối huyết mạch, cũng phải niệm tình tổ tiên huyết mạch. Lão nhân gia khai sáng Dương gia, nếu ta ngồi yên không lý đến, ngày sau nếu có cơ hội gặp mặt, mặt mũi ta để đi đâu? Nghe thế, Doanh Vực đã minh bạch. Hắn ra tay, Dương Hủ sẽ ra tay, mà nếu hắn không ra tay, Dương Hủ sẽ không xuất thủ. Lúc này Dương Hủ cười nói. Doanh Vực huynh, kỳ thật dùng thân phận của ngươi đến tham dự sự tình giữa vãn bối, quả thực có chút mất mặt. Doanh Vực lạnh nhạt nói. Nếu như ta không tham dự, hai hậu bối của Dương gia ngươi sẽ nghịch thiên. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bàn cờ trước mặt lập tức biến thành hư vô, sau đó lại nói. Dương Hủ huynh, cáo từ. Đúng lúc này, Dương Hủ đột nhiên nói. Doanh Vực huynh có vẻ quên một người. Doanh Vực nhìn về phía Dương Hủ cười nói. Dương gia ta còn có một người gọi Vô Địch. Nghe vậy, Doanh Vực mặt lập tức thay đổi. Dương Vô Địch, cái tên này, ban đầu ở Trung Thiên Vũ Trụ, đây chính là như sấm bên tai. Cũng là người này, năm đó áp Doanh gia không thở nổi. Lúc này Doanh Vực đột nhiên cười nói. Dương huynh có vẻ cũng quên một người. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ. Dương Hủ như nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn nói là ai? Lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Hủ hỏi. Dương Hủ trầm mặc, sau đó nói. Doanh Tĩnh, một người đã từng giết đến tận Khô Gia, làm cho Khô Gia gọi ra lão tổ. Dương Liêm Sương trầm mặc mấy hơi, sau đó nói. Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài, tất cả độc lĩnh phong tao mấy trăm năm. Giang Sơn lúc nào cũng có nhân tài. Tất cả độc lĩnh phong tao mấy trăm năm. Dương Hủ nhẹ giọng niệm niệm, sau đó hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Nhà đầu, những lời này của ngươi rất sâu sắc. Dương Liêm Sương cười cười, không nói gì. Lúc này Dương Hủ nói. Bát đại thế gia, từng gia tộc đều từng ra loại siêu cấp yêu nghiệt này. Ví dụ như Vũ gia Vũ Mục, Doanh gia Doanh Tĩnh, còn có Khô gia Khô Nghịch Thiên. Những nhân vật này, bọn họ ở niên đại kia. Bọn họ chính là độc lĩnh phong tao. Doanh Tĩnh vẫn còn. Dương Liêm Sương hỏi, Dương Hủ khẽ gật đầu. Hẳn còn, dùng thực lực của đối phương, Trung Thiên Vũ Trụ, căn bản không có người nào có thể giết chết nàng. Giống như phụ thân của Dương Diệp, dù cho tu vi mất hết, không phải cũng chạy ra Dương gia truy sát sao. Dương Liêm Sương trầm mặc mấy hơi, sau đó nói. Bất kể như thế nào, đa tạ lão tổ ra tay. Trước đó, Doanh gia Doanh Vực là chuẩn bị ra tay, nhưng bị người trước mắt này ngăn lại, bởi vậy mới có một màn hai người đánh cờ như vừa rồi kia. Dương Hủ khẽ lắc đầu. Nhà đầu, như ta đã nói, gia tộc với ta mà nói, không trọng yếu. Nhưng ta dù sao cũng là người Dương gia, dưới tình huống đủ khả năng, ta tự nhiên sẽ không nhìn nó diệt vong. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Liêm Sương. Nhưng nếu những lão quái vật kia đều xuất thế, sau đó ra tay với Dương gia, ta sẽ không quản. Ta có thể vì Dương gia ra tay, nhưng sẽ không cùng Dương gia tồn vong. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Dương Hủ nói. Thiên Hoang Tinh Vực, Thiên Hoang Thành. Thời điểm đám người Doanh gia đi vây công Thiên Hư Đại Lục, Dương Diệp liền đi tới Thiên Hoang Thành. Lúc trước hắn cùng Dương Liêm Sương thương lượng phương pháp xử lý chính là, đám người Doanh gia đi đánh Thiên Hư Đại Lục, hắn đến đánh lén đại bản doanh của Doanh gia. Đánh bạc. Một loại đánh bạc. Sở dĩ nói là đánh bạc, là vì hắn cũng không xác định đám người Doanh gia có trở về không. Nếu như đám người Doanh gia không trở lại, như vậy Thiên Hư Đại Lục xong. Nhưng dùng thực lực của hắn, đồng dạng có thể tiêu diệt Thiên Hoang Thành. Kỳ thật, hắn không để ý đến một điểm, chính là ở trong nội tâm đám người Doanh gia,
đầu tiên muốn tiêu diệt không phải Thiên Hư Đại Lục, mà là hắn cùng với Dương Liêm Xương. Bởi vậy, cho dù bọn họ diệt Dương gia, nhưng chỉ cần hắn cùng với Dương Liêm Xương còn sống, như vậy Dương gia liền chưa xong. Không chỉ không xong, khi đó hắn cùng với Dương Liêm Xương không có Dương gia cái vướng víu, hai người hoàn toàn che giấu, đó mới là đáng sợ nhất. Cho nên Doanh gia quyết đoán buông thả ra tay với Dương gia, sau đó quay đầu về Thiên Hoang Đại Lục. Ngoài cửa Thiên Hoang Thành, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Lúc này Thiên Hoang Thành đã chữa trị không ít, ít nhất tường thành ở ngoại vi đã được chữa trị không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, hắn đã nhận được tin tức, chính là đám người Doanh Khánh đã chạy đến Thiên Hoang Thành. Nhìn tường thành hồi lâu, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Năm hơi sau, ông, một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng ở toàn bộ Thiên Hoang Thành, ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí từ phía chân trời rơi vào Thiên Hoang Thành. Rầm 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 oanh, bốn đạo kiếm khí cường đại chia Thiên Hoang Thành làm bốn mảnh, cùng lúc đó, ở bên ngoài tường thành lại xuất hiện mấy chữ tiếp tục chờ, lần sau ta lại tới. Một phút đồng hồ sau, bọn người Doanh Khánh về Thiên Hoang Thành, khi thấy mấy chữ ở ngoài Thiên Hoang Thành, sắc mặt bọn người Doanh Khánh vô cùng khó coi. Trong đó, một lão giả muốn ra tay xóa mất, nhưng Doanh Khánh lại ngăn cản hắn. Xóa làm gì? Nói xong, hắn chỉ vào mấy chữ trên tường thành, sau đó nói. Không nên xóa, giữ chúng lại, để cho người Doanh gia ta mỗi ngày đều chứng kiến nó, cái này là sỉ nhục của gia tộc, sỉ nhục này, ở trước khi không rửa sạch, không thể xóa. Mọi người trầm mặc. Sỉ nhục. Đích thực là sỉ nhục. Dương Diệp hai lần đến Thiên Hoang Thành, không chỉ hủy diệt Thiên Hoang Thành, còn ở trên Thiên Hoang Thành để lại loại chữ viết này. Cái này đối với Doanh gia mà nói, đích thực là một loại nhục nhã. Lúc này Doanh Khánh lại nói. Từ giờ phút này, Dương Diệp là tử địch của Doanh gia ta, có hắn không có Doanh gia, có Doanh gia không có hắn, thế hệ này của Doanh gia ta giết không được hắn, vậy thì đời sau tới giết, đời sau giết không được, đời sau nữa, thẳng đến người này chết mới thôi. Thanh âm của hắn ở dưới huyền khí gia trì, như sấm truyền ra, giờ khắc này, toàn bộ Thiên Hoang Thành đều nghe được hắn nói. Tử địch. Mấy trăm năm qua, Doanh gia lần thứ nhất tuyên chiến với một người như vậy. Theo những lời này của Doanh Khánh truyền ra, có thể nói, Dương Diệp cùng Doanh gia chân chính biến thành không chết không ngất rồi. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, hắn không để ý, bởi vì Doanh gia vốn sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại chẳng qua là nói rõ mà thôi. Sự tình Thiên Hoang Thành, cuối cùng cũng truyền ra, dù sao động tĩnh lớn như vậy, là không cách nào che giấu. Tăng thêm còn có Dương gia tuyên truyền, bởi vậy trong thời gian thật ngắn, toàn bộ Trung Thiên vũ trụ cơ bản đều biết Dương Diệp lại đi Thiên Hoang Thành. Không chỉ đi, còn hủy Thiên Hoang Thành. Đặc biệt là câu kia, tiếp tục chờ, ta còn sẽ đến. Những lời này, làm cho Doanh gia có thể nói mặt mũi mất hết. Mà Dương Diệp lại vì những lời này, lần nữa danh chấn Trung Thiên vũ trụ. Điều này cũng làm cho một vài người nguyên bản muốn đi đánh người nhà hắn cải biến chủ ý, nói giỡn. Ngay cả Doanh gia cũng không làm gì được Dương Diệp, nếu bọn họ đi gây Dương Diệp, đó là ngại mạng dài. Nhưng vẫn còn vài người trong lòng còn có may mắn. Bởi vì bọn họ cảm thấy, giết người, sau đó đổi bảo vật liền che giấu, chỉ cần che giấu, không lộ diện, Dương Diệp lại có thể làm gì bọn họ. Đương nhiên, loại người này thuộc về số ít, dù sao không phải ai cũng không có đầu óc. Sau khi bốn kiếm hủy Thiên Hoang Thành, Dương Diệp cũng không có dừng lại ở Thiên Hoang Thành. Hắn trực tiếp đi ra Thiên Hoang Thành. Hắn cũng không muốn bị người vây đánh, hiện tại hắn không thể đối kháng chính diện, chỉ có thể chơi hèn mọn bỉ ổi. Tuyệt đối không thể ra vẻ, một khi ra vẻ, khả năng liền xong đời. Trong tinh không, Dương Diệp mặc áo đen, kiếm cũng giấu đi, tăng thêm khí tức ẩn nấp, hắn giờ phút này, cho dù Dương Liêm Xương ở trước mặt cũng nhận không ra. Hiện tại hắn quá phong cách rồi, nhất định phải ít xuất hiện một chút. Bằng không thì bị người trông thấy, không đến một hồi, vô số người sẽ biết hành tung của hắn. Ngay thời điểm Dương Diệp sắp về Thiên Hư Đại Lục, trong tinh không, hắn phát hiện một thanh niên nam tử, mà lúc này, thanh niên kia cũng phát hiện hắn, bởi vì hắn không có che giấu, chỉ ẩn nấp khí tức mà thôi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, liền muốn ly khai, nhưng lúc này, nam tử kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị huynh đệ kia muốn đi Thiên Hư Đại Lục. Thanh niên nam tử hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như thế nào?
khóe miệng thanh niên nam tử nổi lên nụ cười. Nhìn bộ dáng hóa trang của huynh đài, nghĩ đến là vì Dương Diệp mà đến. Vì Dương Diệp mà đến. Dương Diệp sửng sốt. Thanh niên nam tử nói. Chẳng lẽ không phải? Dương Cơn Diệp nhìn thanh niên một cái, sau đó nói. Phải, hả, như thế nào, người cũng vì hắn mà đến. Thanh niên nam tử cười nói. Có thể nói như vậy, phải biết đám người doanh gia khai ra những thù lao kia, rất làm cho người khác động tâm a. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi là vì người nhà của Dương Diệp mà đến. Đương nhiên, thanh niên nam tử cười hắc hắc. Thực lực của Dương Diệp nghịch thiên, ta không phải đối thủ của hắn, nhưng thê nữ của hắn, hắc hắc, ta là nghe ngóng qua, vợ con của hắn, phần lớn đều là trí cảnh, thậm chí còn có dưới trí cảnh. Trí cảnh, với ta mà nói, còn không có độ khó gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói. Huynh đài cũng vì thê nữ của hắn đến, không bằng ta và ngươi liên thủ. Nhiều người, nhiều bảo đảm, ngươi cảm thấy thế nào? Xa xa, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, thanh niên nam tử cười nói. Có thể nói như vậy, phải biết đám người doanh gia khai ra những thù lao kia, rất làm cho người khác động tâm a. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Đương nhiên biết rõ, thanh niên nam tử cười nói. Ta ở Dương gia có người, đối phương còn là cao tầng của Dương gia. Lúc này đây, ta cùng với đối phương hợp tác, cho nên lúc này đây, chúng ta không sơ hở tí nào. Dương gia có người. Tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Ngươi không sợ Dương Diệp kia trở về. Hắn bây giờ không có ở Thiên Hư Đại Lục. Thanh niên nam tử nói. Theo ánh mắt của ta ở Dương gia truyền tin tức đến, hiện tại hắn có lẽ ở Thiên Hoang Thành. Hơn nữa sau khi hắn đi Thiên Hoang Thành, còn có thể đi thế gia khác. Cho nên cái này là cơ hội của chúng ta. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế, chúng ta đi thôi. Tốt. Thanh niên nam tử nói xong, sau đó thân hình run lên, kích bắn về phía Thiên Hư Đại Lục. Mà Dương Diệp cũng theo sát tới. Trên đường, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đợi tí nữa là trực tiếp động thủ sao? Không. Thanh niên nam tử nói. Chúng ta cần chờ một lát. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì con gái Dương Diệp mỗi ngày vào lúc giữa trưa, đều cùng một tiểu cô nương đi phía sau núi Thiên Cơ Thành chơi đùa, lúc kia là cơ hội của chúng ta. Trước bắt nữ nhi của hắn. Thanh niên nam tử nói. Có lẽ có người bảo hộ a. Dương Diệp nói. Vô sự, người của ta sẽ tạm thời dẫn dắt những cường giả kia rời đi. Nam tử nói. Thì ra là thế. Dương Diệp nói, sắp đến rồi, hắc hắc, huynh đệ, thời khắc cải biến vận mệnh đến. Bảo vật chân cảnh a, còn có chân linh quả, chậc chậc. Nam tử đột nhiên cười nói. Rất nhanh, hai người lặng lẽ tiến vào Thiên Cơ Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.